Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong tập số 3 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều của vợ sát thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Boss, còn một chuyện nữa. Tiêu Nhuệ đột nhiên nhớ ra, nói: Có một chuyện rất lạ. Tam tiểu thư bị ngã cầu thang. Nghe nói lúc đó cô ấy bị thương rất nặng. Các bác sĩ đưa ra thông báo bị tình nguy kịch, nhưng không ngờ rằng lại tỉnh lại sau khi hôn mê 2 ngày. Bác sĩ kiểm tra lại lần nữa, chỉ là chấn động não. Tiêu Nhuyễn nói. Mạc Đình Thâm nhìn tài liệu trên bàn, dùng ngón tay gõ vào mặt bàn. Tiêu Nhuyễn biết rằng lúc boss suy nghĩ việc gì đó sẽ như thế này. Mạc Đình Thâm đang nghĩ, nói cách khác, Lạc Thiên Ngưng sắp chết, nhưng đột nhiên khỏe lại. Lạc Thiên Ngưng này căn bản sẽ không phải là tam tiểu thư đần độn trước đó. Nhưng trong tài liệu có ghi rõ người vợ cũ chỉ sinh một người con duy nhất là Lạc Thiên Ngưng. Vị phu nhân trước đó tra chưa? Mạc Đình Thâm hỏi. Điều tra rồi, không có nhiều thông tin. Lạc Thiên không có tình cảm với bà ấy, có con cũng là ngoài ý muốn. Gần như không bao giờ đưa bà ấy ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Sau này qua đời, Lạc gia cũng dọn dẹp sạch sẽ đồ của ấy đi, không tra được cái gì. Tiêu Nhuệ nói. Không có tình cảm sao lại kết hôn? Nếu là liên hôn thương mại cũng phải có nhà mẹ đẻ lớn mạnh. Mạc Đình Thâm hỏi. Cái này nghe nói là con gái của một Hoa Kiều, nhưng tra đến vị phu nhân này thì đứt manh mối. Sau khi vị phu nhân này qua đời, người hầu của nhà họ Lạc đều thay đổi một lần. Bà Diêu làm chủ, Lạc Thiên cũng cho bà ấy vui vẻ. Tiêu Nghệ nói. Hôm nay cô ấy vay 20 triệu để làm gì? Mạc Đình Thâm hỏi. Tiêu Duệ lập tức nói. Mua nhà. Mua nhà? Mạc Đình Thâm hỏi. Đúng vậy, tam tiểu thư mua một căn biệt thự ở ngoại ô phía Tây, diện tích 340 m², tổng cộng 45 triệu tệ, tiền đã thanh toán đầy đủ. Tiêu Nhuệ đưa thông tin từ phòng kinh doanh cho Mạc Đình Thâm. Cô ấy chỉ vay 20 triệu trong tổng số 45 triệu. 25 triệu còn lại lấy ở đâu? Mạc Đình Thâm hỏi. Cái này tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng Lạc tiểu thư đã trả đầy đủ, nhưng mà số tiền đó đến từ đâu thì tôi không thể tra được. Tiêu Nhuệ nói. Đi tra tất cả các tài khoản, tất cả các tài khoản những người có qua lại với cô ấy, nhất định phải tra được số tiền còn lại từ đâu ra. Mạc Đình Thâm nói. Vâng, Tiêu Nhuệ lập tức đồng ý. Tra ra cô ấy mua nhà để làm gì không? Mạc Đình Thâm hỏi. Nhân viên bán hàng nói Lạc tiểu thư lúc đó nói không suy nghĩ giá cả, nhưng diện tích nên rộng, gia đình có 5-6 người sống cùng nhau. Lý do chọn khu ngoại ô phía Tây là vì nó gần sân bay và bến cảng. Tiêu Nhuệ nói. 5 hoặc 6 người. Mạc Đình Thâm gõ bàn suy nghĩ. Lạc Thiên Ngưng từ nhỏ đã không có bạn bè, mẹ chết sớm, từ đâu ra 5-6 người ở trong một biệt thự lớn như vậy. Nhìn chằm chằm căn biệt thự đó, xem xét rốt cuộc là người nào đến ở. Mạc Đình Thâm nói. Vâng, Tiêu Nhuệ nói. Anh ta cảm thấy mất mặt quá. Với tư cách là trợ lý của Mạc Tổng, tự hào về năng lực làm việc của bản thân, nhưng đến Lạc tiểu thư này toàn bộ đều không làm tốt, không tìm ra thông tin hữu ích nào, ngược lại càng tra đáp án càng nhiều. Sau khi Tiêu Nhuệ ra ngoài, Mạc Đình Thâm đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của văn phòng, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, nhớ đến ngày hôm đó cũng là buổi tối khi cô gái bỏ ra ngoài cửa sổ ngã vào vòng tay anh. Nhìn thoáng qua tưởng là gặp gỡ lần đầu tiên, nhưng không ngờ cô gái nhỏ này còn giấu giếm nhiều bí mật hơn mình tưởng. Lạc Thiên Ngưng, em đã thành công khơi dậy sự hứng thú của tôi. Ngày hôm sau, người của cửa hàng quần áo đem lễ phục đến. Buổi tối, Lạc Thiên Ngưng muốn theo mẹ con Diêu Thục Vân đến bữa tiệc sinh nhật của Tổng phu nhân. Nhân viên cửa hàng mang đến 4 chiếc váy cho mẹ con Diêu Thục Vân, mỗi người 2 chiếc, một chiếc để dự tiệc, chiếc còn lại để dự phòng. Cả hai vui vẻ thay váy, trang điểm, bước ra đã trở thành phu nhân cao quý, dẫn theo thiên kim tiểu thư. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng vẫn đứng tại chỗ, Diêu Thục Vân ngạc nhiên che miệng cảm thán. Ôi, Thiên Ngưng à, thật ngại quá. Trước đây con không tham dự mấy bữa tiệc này. Con xem, cửa hàng quần áo cũng không mang thêm nữa. Bây giờ phải làm thế nào đây? Lạc Gia Tuyết đứng một bên nhìn cô giễu cợt, cười nói. Mẹ, vì không có lễ phục nên không cho chị ba đi dự tiệc. Dù sao thì bỏ lỡ lần này còn có lần sau. Nếu chị không mặc lễ phục
Thực sự là quá thất lễ. Diêu Thục Vân giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì lần này Thiên Ngưng không đi nữa, dì sẽ nói với ông cụ trở về mua cho con một ít quần áo tươm tất. Lạc Gia Tuyết vui vẻ cười, mẹ, mẹ đi nhanh đi, đừng để Tống gia đợi lâu. Diêu Thục Vân gật đầu đi ra ngoài với Lạc Gia Tuyết. Từ đầu đến cuối hai người đều không hỏi Lạc Thiên Ngưng một lời. Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ nhìn bọn họ diễn. Hai mẹ con này thực sự nên cùng nhau tiến vào làng giải trí, như này mới có tiền đồ. Bây giờ làm sao đây? Hơn nửa giờ nữa tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu. Lạc Thiên Ngưng lấy lễ phục ở đâu ra? Cô phát sầu ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ không biết có nên đi đến phòng của Lạc Gia Hân vờ vét một chiếc không. Nhưng mặc đồ người khác từng mặc qua cũng quá mất mặt đi. Đang lúc xoắn xuýt, ông cụ bước vào, hô một câu, Thiên Ngưng, nhà đầu, lại đây. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, đi tới, hỏi, ông nội, sao vậy ạ? Cháu sao thế? Mặt cháu mày ủ, mấy ngày nay không đến thăm ông nội. Ông lão than thở, ông ơi, cháu không có lễ phục nên không thể đến bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Tống. Lạc Thiên Ngưng nói. Dây xích rơi vào từ các mấu chốt. Ông cụ nói, ông nội, ông là đến dậu đồ bìm neo cháu hay sao? Cháu là cháu gái của ông. Lạc Thiên Ngưng nói, Tam tiểu thư, đừng mà cháu mày ủ, nhìn xem đây là cái gì. Chú Lê từ phía sau ông lão đi tới, trên tay cầm một hộp quà đã được đóng gói tinh xảo. Lạc Thiên Ngưng bước tới, tháo giải duy băng trên hộp quà, mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy cao cấp. Lạc Thiên Ngưng trợn tròn mắt, cho cháu. Tam tiểu thư, không phải cho cô thì còn có thể cho ai? Cô đi thay đi. Chú Lê cười nói. Lạc Thiên Ngưng lập tức chạy về phòng, cầm chiếc hộp, đóng cửa lại, thay quần áo. Khi cô bước xuống cầu thang một lần nữa, ông cụ ngẩn người ra. Chỉ nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc váy dài hai dây màu trắng, bờ vai lộ ra nhỏ nhắn, vòng eo thon thả. Lớp vải tuyên của váy hơi kéo dài ra, trên váy có điểm xuyến những bông hoa đào màu hồng nhạt, từng bước di chuyển như cảnh hoa nở. Mái tóc đen dài hơi xoăn, xõa ngang eo, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt to long lanh, tựa như một tiên nữ bước ra từ khu rừng. Ông cụ không thể tin được, đây là đứa cháu gái của ông đã trầm mặc suốt 18 năm. Lạc Thiên Ngưng đi xuống lầu, ôm lấy ông cụ, vui vẻ nói, ông ơi, cảm ơn ông, đây thực sự là một món quà giúp người khi gặp nạn, rất vừa vặn, rất đẹp. Ông cụ cười nói, thích là được, thích là được. Lại hỏi, nhà đầu, cháu và Đình Thâm phát triển đến bước nào rồi? Lạc Thiên Ngưng sừng sốt trong giây lát, nghĩ đến Mạc Đình Thâm liền tức giận, luôn mất bình tĩnh một cách khó hiểu, tức giận nói, hai chúng cháu phát triển cái gì? Cháu là học sinh cấp 3, với không tới Mạc Tổng. Ông lão vậy mà không tức giận, cười híp mắt nói, được rồi, đi mau đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Ông nội không đi ạ? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ông già rồi, lười đi lại, đi chơi đi, ngắm thế giới, ông cụ nói. Lạc Thiên Ngưng cầm túi sách đi ra ngoài. Ông cụ còn sai tài xế đưa cô đến đó. Lạc Thiên Ngưng trong lòng nghĩ thầm, trong đầu của ông cụ bán thuốc gì vậy? Có phải là quá quan tâm không? Tại Tống gia, hai mẹ con Diêu Tục Vân đến sảnh tiệc. Lạc Gia Tuyết giống như một con bướm chạy đến tìm Tống Dục, còn Diêu Tục Vân thì tán gẫu với các vị phu nhân xung quanh, khoe những món trang sức, váy vóc có giá trị của mình. Bà ta hưởng sự xúc niệm của mọi người, nghĩ đến Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể cuộn mình ở nhà. Người mẹ chết sớm đó của cô cũng không kém gì. Vị trí phu nhân Lạc gia này là của bà ta, tiểu tiện nhân đó đừng nghĩ đến việc được chia một chút tài sản nào. Rất nhanh bà ta sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Lạc Gia Tuyết cũng đã tìm thấy Tống Dục. Hôm nay Lạc Gia Tuyết mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh như công chúa. Cô ta trông như một công chúa nhỏ ngoan ngoãn. Tống Dục và Lạc Gia Tuyết đã lâu không gặp nhau, nhìn thấy Lạc Gia Tuyết xuất hiện ngọt ngào, càng động lòng hơn. Hai người chen chúc trong căn phòng nhỏ trên lầu. Tống Dục không nhịn được, đưa tay vào trong váy của Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết nửa đẩy nửa nói, Dục ca ca, đừng như vậy. Tống Dục bị giọng nói dịu dàng ngọt ngào này làm cho siêu lòng, nói,
Gia Tuyết, em thật đẹp. Lạc Gia Tuyết hỏi. Vậy thì em là người duy nhất trong lòng anh. Đương nhiên, khi em học đại học, chúng ta sẽ đính hôn. Sau khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn. Anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Tống Dục trìu mến nói. Lạc Gia Tuyết được dỗ dành, kích động tiến đến hôn Tống Dục. Đột nhiên nhớ tới ngày đó, Lạc Thiên Ngưng nói rằng cô hẹn hò với Tống Dục, sau đó dừng lại hỏi. Dục ca ca, anh có nhớ chị ba của em không? Ý em là con mập Lạc Thiên Ngưng đó. Tống Dục ghét bỏ nói. Khi nghĩ đến thân hình mập mạp, bộ dạng đầu bù tóc rối của Lạc Thiên Ngưng liền buồn nôn. Lạc Gia Tuyết do dự nói. Dục ca ca, chị ba khác với ban đầu. Anh đừng nói chị ấy như vậy. Được được được, anh không nói, đều nghe em. Cho dù cô ta có khác biệt như thế nào thì trong mắt của anh chỉ có một mình em. Tống Dục đảm bảo nói. Lạc Gia Tuyết mỉm cười, dựa vào lòng của Tống Dục. Dục ca ca, anh thật tốt. Hai người lại thân mật hồi lâu mới từ trên lầu đi xuống. Lạc Gia Tuyết và Tống Dục cùng nhau bước xuống lầu. Diêu Tục Phân giả vờ tức giận nói. Đến cũng không chào hỏi các trưởng bối, vô lễ quá. Lạc Gia Tuyết mỉm cười, lại gần làm nũng. Mẹ, con biết sai rồi. Tống phu nhân cười nói. Không sao, đều là người nhà mình, đâu cần chú trọng nhiều như vậy. Tống Dục cũng nói. Dì, dì đừng trách Gia Tuyết, là con đưa cô ấy đi khắp nơi. Diêu Thục Vân cười nói. Được được, dì không nói nữa. Các người bảo vệ nói như vậy, ta làm sao mà dám đắc tội với tiểu công chúa này. Lạc Gia Tuyết đỏ mặt. Mẹ, mẹ đừng nói nhảm. Những người khác xung quanh nhìn thấy cảnh này, Tống gia và Lạc gia liên hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Tống phu nhân trước mặt nhiều người như vậy nhận là người một nhà, xem ra Tống Dục và Lạc Gia Tuyết là thực sự yêu nhau. Mặc dù nói Lạc Gia Tuyết bây giờ tuổi vẫn còn hơi nhỏ, nhưng cô ta người đẹp tâm tốt, sau này chính là thiếu phu nhân Tống gia rồi. Lạc gia cùng Tống gia liên hôn, vậy Lạc gia càng là một gia đình giàu có ở Hải Thành rồi, có bao người phải định bợ. Những vị phu nhân này lập tức đi đến để tâng bốc Diêu Thục Vân, tiện khen cả Lạc Gia Tuyết. Lạc phu nhân đúng thật là may mắn khi có một cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy. Không chỉ thế, Gia Hân cũng xinh đẹp, là người tình trong bụng của bao nhiêu người, hẳn là được thừa hưởng gen tốt của Lạc phu nhân. Con trai của Lạc phu nhân có năng lực, tôi nghe nói rằng một công ty con sắp được mở, các cô con gái lại xinh đẹp, thật là ghen tị. Đâu có đâu có, các vị phu nhân quá khen rồi. Diêu Tục Phân vui vẻ cười không khép được miệng. Nếu Lạc Gia Tuyết gả đến nhà Tống, bà ta sẽ là mẹ vợ của Tống Dục, mà Tống Dục là người thừa kế duy nhất của nhà Tống. Lạc Gia Tuyết cũng được thổi phồng, tuy không xinh bằng chị hai, nhưng Lạc Gia Tuyết vẫn trẻ trung, bây giờ chỉ cần xinh đẹp thuần khiết là đủ rồi, sau khi vào làng giải trí chắc chắn sẽ còn nổi hơn cả chị hai. Mọi người bàn tán cười đùa, bữa tiệc sắp bắt đầu. Lúc này Lạc Thiên Ngưng mới đến nhà Tống. Sau khi đưa thiệp mời, bảo vệ đẩy cửa vào, tiếng mở cửa đã kinh động đến khách khứa. Mọi người quay đầu lại thì thấy cô gái mặc váy trắng, uyển chuyển duyên dáng, chậm rãi bước vào. Cô có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, hoa đào điểm tô trên váy, đẹp như nước chảy phủ dung, tươi trẻ thanh lịch. Đôi mắt cô trong veo, sáng ngời, nhìn xung quanh như một con nai lạc trong rừng, quyến rũ mê người. Trang điểm nhẹ nhàng giúp các đường nét trên gương mặt của cô trở nên tinh tế hơn. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ tôn lên vòng eo thon thả để đặn, chiếc váy lưng cao tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Mọi người lần lượt bàn tán, đây là tiểu thư nhà ai, thong dong đến muộn, đẹp đến nghiền nát hoa thơm cỏ dại. Tống Dục sừng sốt một hồi, anh ta chưa từng thấy mỹ nhân nào như vậy. Các đường nét trên khuôn mặt thật thanh tú, đôi mắt thật quyến rũ, vòng eo thon thả, chỉ nhìn thôi đã không khỏi nghĩ đến việc bước tới ôm lấy nó. Thật tuyệt vời biết bao. Dục ca ca, Dục ca ca. Lạc Gia Tuyết gọi rất nhiều tiếng, Tống Dục thậm chí còn không nghe thấy. Lạc Gia Tuyết nhìn phản ứng của Tống Dục mà tức giận, nắm chặt tay lại. Lạc Thiên Ngưng chết tiệt kia, rõ ràng đã để cô ta ở nhà rồi. Cô ta tìm lễ phục ở đâu, mặt dài theo đến, cầu dẫn Tống Dục của cô ta. Quả nhiên là tiểu tiện nhân. Hôm nay cô ta nhất định phải nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, nhất định không được để cô nói lời nào với Tống Dục. Chị ba, sao chị lại đến? Lạc Gia Tuyết mỉm cười chào cô.
Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Lạc Gia Tuyết, tiếp tục diễn. Gia Tuyết à, không có cách, chỉ phải tự mình đến cửa hàng quần áo lấy lễ phục, tự nhiên sẽ đến muộn. Nghe thấy lời nói của Lạc Thiên Ngưng, các phu nhân xung quanh không khỏi xì xào bàn tán. Diêu Tục Phân khoe với họ rằng Lạc Thiên đã đặc biệt yêu cầu cửa hàng quần áo đưa lễ phục đến tận nhà cho họ chọn. Tại sao Lạc Thiên Ngưng lại cần tự mình đến cửa hàng quần áo để lấy lễ phục? Có người đã từng đến bữa tiệc sinh nhật của ông cụ, biết được vị tam tiểu thư này là con của vị phu nhân trước của Lạc Thiên. Mọi người truyền tai nhau, họ đều đoán rằng Diêu Tục Phân thậm chí sẽ không cho con gái riêng mặc lễ phục. Điều này khác gì với mẹ kế độc ác của cô bé lọ lem. Sắc mặt Diêu Tục Phân tái mét, bà ta biết tiểu nha đầu này đến sẽ không để mình được yên. Mấy câu nói ngắn gọn đã bắt đầu phá hủy hình tượng phu nhân hào môn cao quý của bà ta. Lạc Thiên mỉm cười bước tới chào hỏi. Dì Diêu, bộ váy mà cửa hàng quần áo đưa đến cho dì quả thực là rất đẹp. Một câu nói khiến mọi người khẳng định lễ phục của hai mẹ con Diêu Tục Phân được đưa đến Lạc gia, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại phải tự mình đi mua, thật đáng thương. Diêu Tục Phân cười khan, siết chặt nắm đấm. Nhà đầu chết tiệt, tôi muốn cho cô sống thoải mái thêm vài ngày, hôm nay tự mình tìm tới thì đừng trách tôi không khách khí. Mạc Đình Thâm đứng trong góc nhìn màn biểu diễn cô gái nhỏ, nhích môi cười. Tiêu Nhuệ đứng sau Mạc Đình Thâm không khỏi suy nghĩ, hai ngày trước chủ tịch không phải chân chính từ chối đến yến tiệc nhỏ Tống, kết quả thì sao? Nghe nói cửa hàng quần áo đã đem lễ phục đến Lạc gia, nhưng không có váy của Lạc Thiên Ngưng. Anh gọi một cuộc điện thoại, chiếc váy được đưa đến chỗ của ông cụ, chỉ rõ là tặng cho tam tiểu thư. Nhưng bót tiền cũng cho vay rồi, lễ phục cũng tặng rồi, vị tam tiểu thư này một cuộc điện thoại cũng không gọi cho bót. Chiều nay ở văn phòng chi nhánh, Mạc Đình Thâm nổi giận, không phải giáo huấn tổng thanh tra tài vụ bản báo cáo sai một chữ số, thì là phê bình giám đốc kinh doanh quá kém. Thậm chí ngay cả trong văn phòng xuất hiện một tờ giấy thừa cũng không vừa ý. Tóm lại, hôm nay toàn bộ công ty chi nhánh đều nơm nớp lo sợ, không biết cái nào không vừa mắt chọc phải boss. Tiêu Nhuệ với tư cách là chân chó của Mạc Đình Thâm, lúc này đã nhanh trí đưa ra thiệp mời của nhà họ Tống, nói: Boss, nhà họ Tống cũng có một số giao dịch kinh doanh với chúng ta. Sinh nhật Tống phu nhân, boss vẫn nên xuất hiện, cho nhà họ Tống một chút thể diện. Một câu nói không phải để gặp tam tiểu thư, mà là để giữ thể diện trên thương trường. Mạc Đình Thâm đen mặt lại, bảo Tiêu Nhuệ lái xe. Tiêu Nhuệ không khỏi thở dài, trên đời này không ai hiểu rõ hơn anh ta về sự kiêu ngạo của boss nhà mình. Mà Mạc Đình Thâm trong mắt đều là cô nhóc đó trong đám người. Chiếc váy đó vừa vặn với cô ấy, giống như một yêu tinh trong rừng bước ra thế giới. Đôi mắt của cô thật thông minh xảo quyệt, quan sát sáu phương, va vào hai mẹ con Diêu Tục Vân giống như một con hồ ly nhỏ. Mạc Đình Thâm đút một tay vào túi, một tay kia nâng ly rượu vang đỏ. Có người đến chào. Mạc Tổng. Ông ta là chủ tịch của Tống Thị, cha của Tống Dục, Tống Lập Hải. Mạc Đình Thâm quay lại đưa rượu cho Tiêu Nhuệ phía sau, duỗi tay bắt tay với Tống Lập Hải, nói: Tống Tổng. Mạc Tổng bận bịu có thể đến dự tiệc sinh nhật của phu nhân, để cả nhà họ Tống nở mày nở mặt. Tống Lập Hải nịnh nọt. Không ai không biết rằng Mạc Đình Thâm rất có thể là người thừa kế của Mạc Thị. Ở đế đô, Mạc gia là một gia tộc giàu có hàng thế kỷ. Nếu có thể bám vào đường dây này, trong tương lai việc kinh doanh sẽ tốt hơn rất nhiều. Tống Tổng quá khen rồi. Mạc Đình Thâm nhẹ giọng nói, anh không ở đây để nói về công việc. Anh chỉ đến bữa tiệc để nhìn thấy cô gái nhỏ đó đang mặc chiếc váy mà anh ấy tặng, dương nanh múa vuốt bắt nạt người khác. Bây giờ bị Tống Lập Hải quấy rầy, cảm thấy hơi bực mình. Tống Lập Hải cũng là một người có mắt, thấy Mạc Đình Thâm nhìn chằm chằm vào đám người cố ý hay vô ý, biết anh không muốn nói chuyện làm ăn, ông ta ngập ngừng hỏi: Hôm nay Mạc Tổng có đem theo bạn gái không? Mạc Đình Thâm mặt đen lại. Tiêu Nhuệ lập tức nói: Boss của chúng tôi không có thói quen mang bạn gái đến dự tiệc. Tất cả những người nổi tiếng của đối đô đều biết rằng Mạc Đình Thâm không gần nữ sắc, sẽ không mang theo một người bạn gái nào đến bất cứ bữa tiệc nào, chỉ có Tiêu Nhuệ theo sau. Tống Lập Hải lập tức nịnh nọt nói:
Mạc tổng thủ thân thật tốt, hiện nay cũng không có nhiều người trẻ giống như Mạc tổng đây. Mạc Đình Thâm mỉm cười vẫn không nói. Tiêu Nhuệ trong lòng tự hỏi cái ông Tống tổng này có thể có mắt nhìn một chút hay không. Không thấy boss không muốn để ý tới ông ta sao? Tôi dùng đầu gối cũng có thể nhìn ra boss hiện tại chỉ muốn nhìn Tam Lạc tiểu thư đại sát tứ phương. Tống tổng có lẽ nhìn ra Mạc Đình Thâm không có ý muốn nói chuyện phiếm, nói: Tôi đi chào hỏi các vị quan khách, Mạc tổng xin cứ tự nhiên. Nếu chiêu đãi không tốt, xin Mạc tổng bỏ qua. Mạc Đình Thâm gật đầu, cuối cùng cũng đuổi được người này đi. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng trong đám đông, hỏi: Báo cáo kiểm tra của cô ấy đâu? Người đàn ông hôm đó đã đưa báo cáo kiểm tra cho Lạc phu nhân. Tiêu Nhuệ báo cáo: Vì vậy bọn họ dự định động thủ vào hôm nay? Mạc Đình Thâm hỏi: Điều này không chắc chắn. Dù bà Diêu có cách Tam tiểu thư như thế nào đi chăng nữa, bà ta cũng không nên gây rắc rối trong bữa tiệc sinh nhật của bà thông gia tương lai. Tiêu Nhuệ nói: Nhìn kỹ hai mẹ con đó, nếu bà ta muốn tìm chết thì thành toàn cho bọn họ. Mạc Đình Thâm lắc lắc rượu đỏ trong tay, hào quang bao phủ, dung mạo vô song, lại đem theo khí thế lạnh lùng. Nhưng chuyển mắt, Mạc Đình Thâm đen mặt khi nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng cười nói với con trai nhỏ Tống. Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Lạc Gia Tuyết, cười nói: Gia Tuyết, không giới thiệu cho chị biết sao? Lạc Gia Tuyết nắm lấy tay Tống Dục, nói: Chị ba, đây là Tống Dục, bạn trai của em. Tống Dục, đây là chị ba của em, chắc là anh đã gặp qua. Tống Dục hơn cô 2 cấp, coi như là học trưởng, nay đang học đại học ở Đế Đô. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: Học trưởng Tống, nghe danh đã lâu. Tống Dục bị nụ cười này làm cho mê mẩn. Đây đâu là Lạc Thiên Ngưng đần độn mập mạp đó, đây quả thật là một nữ thần. Bình thường cũng không ít học muội đến gần, nhưng hôm nay sao lại cảm thấy câu Tống học trường của Lạc Thiên Ngưng hay như vậy. Tống Dục lập tức đưa tay ra, nói: Xin chào Tam Lạc tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Tống Dục biểu ý một chút, sau đó thu lại, coi như là bắt tay. Tống Dục này cứ nhìn chằm chằm cô liền biết Tống Dục này có hứng thú với cô. Tống Dục cũng nhận ra mình có chút lỗ mãng, điều chỉnh lại trạng thái, nói: Tam tiểu thư không giống như trước. Lạc Thiên Ngưng vuốt mái tóc dài của cô, nói: Con người mà, luôn luôn cần có những thay đổi, vận may mới đến được. Tống Dục cười nói: Tam tiểu thư nói phải. Lạc Gia Tuyết đứng sang bên, theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng không nói được lời nào, tức giận véo váy. Cô ta xoay người đi tìm Diêu Tục Vân, Tống Dục vậy mà không phát hiện, vẫn là Lạc Thiên Ngưng nói một câu: Ồ, Gia Tuyết sẽ không phải là tức giận rồi chứ? Tống Dục cười nói: Sẽ không, Gia Tuyết tính trẻ con, một lát nữa sẽ tốt. Tống học trường rất hiểu Gia Tuyết, nam tài nữ sắc, hai người rất xứng đôi. Lạc Thiên Ngưng nói. Hai người trò chuyện, Lạc Gia Tuyết đã chạy đến chỗ Diêu Tục Phân khóc lóc ở đó. Khuôn mặt xinh đẹp tức giận của cô ta có chút méo mó. Mẹ ơi, Lạc Thiên Ngưng là đồ hồ ly tinh, cô ta hễ đến là mê hoặc Tống Dục thần hồn điên đảo. Tống Dục là của con. Diêu Tục Phân xoa dịu nói. Gia Tuyết, đừng lo lắng, mẹ đã tìm ra bằng chứng, sẽ sớm khiến tiểu nha đầu đó thân bại danh liệt, đuổi cô ta ra khỏi Lạc gia. Thật không? Mẹ ơi, bằng chứng gì? Chúng ta bây giờ sẽ lấy ra. Lạc Gia Tuyết nói. Không phải bây giờ, đây là tiệc sinh nhật của Tống phu nhân, nếu như xảy ra rắc rối sẽ chọc giận nhỏ Tống. Diêu Tục Phân từ chối. Nhưng mà con không thể đợi được, con hiện tại muốn đuổi Lạc Thiên Ngưng ra ngoài ngay, tránh xa Dục ca ca ra. Lạc Gia Tuyết không chịu cho qua. Gia Tuyết, ngoan ngoãn, chúng ta về nhà nói những chuyện này. Sau khi về nhà đóng cửa thì có lợi ích gì? Ông nội thích cô ta lắm, nếu như ông nội muốn bảo vệ cô ta, chúng ta chẳng phải là vô ích sao? Hơn nữa chúng ta đã có chứng cứ, tất nhiên phải náo chuyện này càng lớn càng tốt. Lạc Gia Tuyết chỉ cần nghĩ nên cười phát ra tiếng. Diêu Thục Phân suy nghĩ một hồi nhưng vẫn cảm thấy không ổn, liền dặn Lạc Gia Tuyết đừng có nóng nảy như trẻ con. Lạc Gia Tuyết chỉ có thể nghe lời, vì cô ta rơi 2 hàng nước mắt nên vào phòng vệ sinh trang điểm lại. Lạc Thiên Ngưng vừa ra khỏi phòng vệ sinh,
thấy Lạc Gia Tuyết đang trang điểm nên không để ý đến cô ta, đi ra ngoài cửa. Lạc Gia Tuyết xoay người đóng cửa lại dầm một tiếng, nói: Lạc Thiên Ngưng, chị có biết xấu hổ không? Lạc Thiên Ngưng bị chặn trong nhà vệ sinh cũng không sốt ruột, ôm lấy cánh tay hỏi: Cô nói xem. Tôi không biết xấu hổ thế nào. Chị rõ ràng biết Sổ Ca Ca là bạn trai của tôi, chị vẫn đến gần, giống như mẹ chị, một mặt quyến rũ, cầu dẫn đàn ông. Lạc Gia Tuyết hung ác nói. Búp. Lạc Thiên Ngưng không do dự, tát vào mặt Lạc Gia Tuyết một cái. Lạc Gia Tuyết che mặt. Đây là lần thứ hai Lạc Thiên Ngưng đánh cô ta. Từ nhỏ đến giờ cô ta chưa bao giờ phải chịu thiệt, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại tát cô ta hết lần đến lần khác. Lạc Gia Tuyết, mẹ tôi đã mất nhiều năm rồi, hãy tích đức trên môi, đừng nói những lời xúc phạm bấy. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm Lạc Gia Tuyết rồi nói. Là do mẹ chị đoạn mệnh mà mất sớm, mới sinh ra tiểu tiện chủng như chị. Mẹ chị không cướp nổi đàn ông với mẹ tôi, chị đừng có nghĩ cướp đi Sổ Ca Ca của tôi. Chát. Một cái tát nữa, Lạc Gia Tuyết không kịp tránh, rơi trên mặt cô ta. Lạc Gia Tuyết, nói trắng ra thì dì Diêu là tiểu tam sinh ba đứa con, mới ép mẹ tôi uất ức mà chết, vậy mà cô còn lấy để làm tự hào. Lạc Thiên Ngưng nói một cách mỉa mai. À, mà đúng rồi, cô lo lắng tôi sẽ cướp mất Sổ Ca Ca của cô. Tôi chính là cướp đi, cô có thể làm gì? Tôi muốn cho cô tận mắt chứng kiến. Mà không đúng, cô không thể thấy được. Mặt mày sưng vù như thế này, làm sao có thể ra ngoài gặp người ta được? Lạc Thiên Ngưng nở một nụ cười mỉa mai. Cô dồn Lạc Gia Tuyết vào tường, đi ra ngoài. Ai mà biết được, cô vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, ở hành lang liền bị người tóm lấy. Chưa kịp vùng vẫy la hét, cô đã bị kéo vào phòng kho nhỏ bên cạnh. Lạc Thiên Ngưng nhấc chân đá theo bản năng, tuy nhiên cô đã bị đối phương chặn chân, ép cô vào tường. Lạc Thiên Ngưng quay lưng về phía người đó, không thể nhìn thấy mặt người đó. Cô giơ tay bằng cùi trỏ đánh chính xác vào ngực đối thủ. Khoảng cách choáng váng của đối phương, cô xoay người một cái chạm tới cổ họng của đối phương. Tốc độ nhanh như vậy, nhưng không ngờ đối phương phản ứng nhanh hơn, nắm cổ tay cô, hoàn toàn áp cô vào tường. Lúc này tay chân của Lạc Thiên Ngưng bị đè lại, không thể cử động, đang muốn thoát ra ngoài nhưng lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Lạc Thiên Ngưng, thân thể không tệ. Lạc Thiên Ngưng giật mình. Mặc Đình Thâm. Mặc Đình Thâm thả tay ra, chạm vào công tắc trên tường. Phòng kho được chiếu sáng rõ ràng. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám nhạt không thắt cà vạt, chiếc áo sơ mi mở ra hai cúc để lộ xương quai xanh đẹp đẽ. Hai chân Mặc Đình Thâm đè lên người Lạc Thiên Ngưng, một tay siết lấy cổ tay mảnh khảnh của Lạc Thiên Ngưng. Anh vòng tay qua sau đầu cô chống lên tường, tay còn lại nâng chiếc cằm nhỏ thanh tú của Lạc Thiên Ngưng lên, tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Tư thế này nhìn thế nào sao không có thể diện gì. Lạc Thiên Ngưng khó chịu quay đầu lại nói: Buông tôi ra. Mặc Đình Thâm không cử động, hỏi: Ai dạy em nội công? Lạc Thiên Ngưng bất lực nói: Tôi tự học, bên ngoài có rất nhiều lớp học chiến đấu, 200 tệ một lớp, không đắt. Mặc Đình Thâm thấp giọng cười. Lời của Lạc Thiên Ngưng có phải cảm thấy anh rất dễ bị lừa không? Bây giờ các lớp huấn luyện bên ngoài đều cua tay múa chân. Chiêu vừa rồi của Lạc Thiên Ngưng muốn lấy mạng đối phương mà tốc độ rất nhanh, giống như bản năng. Trên người cô có rất nhiều bí mật, tính cách của cô, lời nói và cử chỉ của cô, nguồn tiền của cô, thân thủ của cô đều là từng vấn đề bí ẩn. Mặc Đình Thâm cũng không vội, dù có hỏi thì Lạc Thiên Ngưng cũng không nói thật. Thay vì nhìn cô nói dối, anh thích cảm giác mèo vườn chuột hơn. Mặc Đình Thâm, thả tôi ra. Lạc Thiên Ngưng nói. Không thả. Em có thể làm gì? Mặc Đình Thâm cúi người gần hơn, đặt một tay lên eo cô gái, dáng người trở nên mảnh mai hơn, vòng eo mềm mại mảnh mai. Hơi thở lạnh lẽo chuyển đến tai Lạc Thiên Ngưng, bàn tay to ấm nóng đang đặt trên eo cô khiến cô vô cùng khó chịu. Người đàn ông này hôm nay điên rồi sao? Vô lại. Lạc Thiên Ngưng nói. Lạc Thiên Ngưng, em thực sự rất lớn gan. Mặc Đình Thâm nói. Tôi biết, gan tôi vẫn luôn rất lớn. Lạc Thiên Ngưng liếc mắt nhìn anh.
cho nên dám nợ tiền của tôi, câu dẫn người đàn ông khác. Mạc Đình Thâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Không cần Mạc Đình Thâm nói, Lạc Thiên Ngương đều biết người đàn ông này lại không vui rồi. Tôi quyến rũ ai? Lạc Thiên Ngương ngẩn người. Không đúng, cho dù dụ dỗ liên quan gì đến anh ta? Lạc Thiên Ngưng, người Lạc gia các người đều thích diễn kịch lắm à? Mạc Đình Thâm chế nhạo. Một vài giây trước còn ở phòng vệ sinh hô sẽ cướp đi Tống Dục, một giây sau lại giả vờ vô hạnh trước mặt anh. Mạc Đình Thâm bị điên rồi nên anh mới lo lắng, sợ cô sẽ bị Lạc Gia Tuyết chặn trong nhà vệ sinh gây chuyện, ma suy quỷ khiến đi theo, đến nghe thấy cô nhóc này tuyên bố chủ quyền về người đàn ông khác. Đừng so sánh tôi với nhọn Lạc, ghê tởm. Lạc Thiên Ngưng cau mày kinh tởm. Thích Tống Dục? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng chớp chớp đôi mắt đẹp, biết rằng Mạc Đình Thâm đã nghe những gì cô nói với Lạc Gia Tuyết. Anh buông tôi ra trước, tôi sẽ nói với anh. Lạc Thiên Ngưng bắt đầu không thoải mái. Người đàn ông cứ dính lấy cô như thế này, đôi mắt anh tối như mực, giống như xoáy nước, khiến cô đắm chìm trong đó mà không thoát ra được. Mạc Đình Thâm buông tay, Lạc Thiên Ngưng chỉnh lại váy và tóc, xoa xoa cổ tay, cúi đầu không nói gì. Mạc Đình Thâm bóp cầm cô, đối diện với cô. Lạc Thiên Ngưng, nói chuyện. Thích Tống Dục? Ánh mắt của người đàn ông thăm dò nguy hiểm. Nếu Lạc Thiên Ngưng dám nói bậy, không biết người đàn ông này sẽ phát điên gì nữa. Lạc Thiên Ngưng thở dài. Tôi không thích, tôi chỉ muốn chọc tức Lạc Gia Tuyết. Mạc Đình Thâm khẽ cười một tiếng. Khi nghe những lời giải thích của Lạc Thiên Ngưng, anh cảm thấy tốt hơn. Cô nhóc, đừng có động một tí là cướp đàn ông. Tôi tùy tiện nói. Lạc Thiên Ngưng hất tay Mạc Đình Thâm ra, xoa cổ tay. Vừa rồi Mạc Đình Thâm hiển nhiên rất tức giận, tay anh mạnh đến mức nhéo đỏ cả cổ tay cô. Còn tiện tay tát cô ta hai cái? Mạc Đình Thâm hỏi. Ừ, tôi tùy tiện đánh, anh có muốn thử không? Lạc Thiên Ngưng liếc mắt nhìn Mạc Đình Thâm, tức giận nói. Sư tử con. Mạc Đình Thâm nói. Đi cơ? Lạc Thiên Ngưng không nghe rõ. Mạc Đình Thâm liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lễ phục rất hợp. Đương nhiên, ông nội tặng cho tôi. Lạc Thiên Ngưng đắc ý nói. Mạc Đình Thâm lại cười thấp nói. Lần trước em nói mời tôi đi ăn cơm. Không mời, tự mình đi mà ăn. Lạc Thiên Ngưng tức giận hất anh ra, nâng váy lên mở cửa. Tiêu Nhuệ đứng bên ngoài nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bước ra, liền cười chào hỏi. Tam tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng liếc Mạc Đình Thâm sau lưng anh ta, bước đến sảnh tiệc. Lạc Gia Tuyết từ phòng vệ sinh đi ra, ôm lấy khuôn mặt sưng tấy chạy đi tìm Diêu Thục Vân. Cô ta không quan tâm nhỏ Tống như thế nào, cô ta chỉ muốn Lạc Thiên Ngưng chết ngay bây giờ. Lạc Gia Tuyết tìm một vòng nhưng không tìm thấy Diêu Thục Vân, tức giận tóm lấy một người hầu hỏi. Mẹ tôi đâu? Người hầu nhỏ Tống nhìn bộ dạng giận dữ này, đôi mắt sưng của Lạc Gia Tuyết có chút sợ hãi nói với cô ta. Là phu nhân ở trên lầu, cùng phu nhân nhà tôi thay váy. Lạc Gia Tuyết chạy nhanh lên lầu, bước vào mà không gõ cửa. Trong phòng không có ai. Cô ta mơ hồ nghe thấy Diêu Thục Vân và Tống phu nhân đang nói chuyện trong phòng thay đồ. Lạc Gia Tuyết thấy túi sách của Diêu Thục Vân để trên sofa, chạy nhanh đến mở túi ra. Trong túi có một cái USB. Đóng túi vào, cầm USB đi xuống lầu. Cô ta tìm thấy máy tính trong phòng điều khiển, cắm USB vào. Trong đó có rất nhiều ảnh của Lạc Thiên Ngưng. Đi trên đường, bắt taxi, đi bar, còn có bị một người đàn ông bế vào khách sạn. Lạc Gia Tuyết trong lòng nở hoa. Cô ta biết Lạc Thiên Ngưng không phải là một cô gái trong trắng. Đêm đó không về nhà, quả nhiên là đi thuê phòng cùng đàn ông. Chỉ là bức ảnh chỉ chụp được lưng của người đàn ông, nhìn không rõ mặt. Điều này không quan trọng, bức ảnh này đủ để chứng minh Lạc Thiên Ngưng dơ bẩn. Lật đến tài liệu cuối cùng, hóa ra là một báo cáo xét nghiệm của bệnh viện Hải Thành, có nội dung Lạc Thiên Ngưng mang thai 2 tuần. Lạc Gia Tuyết nắm chặt con chuột, suýt cười ra tiếng. Có những thứ này rồi, Lạc Thiên Ngưng còn dựa vào cái gì để ở lại Lạc gia? Tiểu tiện nhân đó còn kêu muốn cướp Tống Dục đi. Hôm nay cô ta liền đem Lạc Thiên Ngưng đuổi ra ngoài, để cho cả Hải Thành này biết
Lạc Thiên Ngưng là kẻ hạ tiện thế nào. Lạc Thiên Ngưng trở lại sảnh tiệc, Tống Dục lập tức đi tới hỏi: Thiên Ngưng, em đã ở đâu? Lạc Thiên Ngưng cau mày, cô không thân quen với Tống Dục nên Tống Dục gọi cô là Lạc tiểu thư là được rồi. Phòng vệ sinh. Học trưởng Tống có việc gì à? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tống Dục cười nói: Tôi muốn giới thiệu vài người bạn cho em. Không có chuyện gì. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, quay đầu lại liền thấy người đàn ông đứng trong góc ảm đạm nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói: Xin lỗi, tôi hơi mệt, đi nghỉ ngơi một lát. Tống Dục cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể thả cô đi. Tiêu Nhuệ nhìn boss của mình, trong lòng nói boss cứ như thế này thì thực sự sẽ dọa Tam tiểu thư chạy mất. Đã 8 giờ tối, Tống phu nhân và Diêu Tú Phân xuống lầu, người hầu đem bánh sinh nhật ra. Tống Lập Hải cầm micro nói: Cảm ơn mọi người vì đã đến dự tiệc sinh nhật của phu nhân tôi. Tống gia tiếp đãi không chu đáo, xin các vị bỏ qua. Tiếng nhạc vang lên trong phòng tiệc, Tống phu nhân ước nguyện thổi nến, Diêu Thục Phân lập tức bước tới trao món quà sinh nhật cho bà ấy, nói: Hai nhà chúng ta thân nhau, món quà này tôi nhất định phải đích thân đưa cho bà. Tống phu nhân mỉm cười cảm ơn, chụp ảnh chung với Diêu Thục Phân. Các vị khách thở dài, hôn lễ của hai nhà Tống Lạc là điều chắc chắn rồi. Diêu Thục Phân nhìn xung quanh không tìm thấy Lạc Gia Tuyết, bèn hỏi: Tống Dục, con thấy Gia Tuyết đâu không? Tống Dục lo nhìn chằm chằm về mặt vô tội của Lạc Thiên Ngưng, anh ta nào có thời gian quan tâm Lạc Gia Tuyết, hốt hoảng nói: Dạ, Tuyết Nhi, con không nhìn thấy ạ. Diêu Tục Phân cười nói với bà Tống: Gia Tuyết ham chơi, đợi lát nữa tôi sẽ giáo huấn nó. Tống phu nhân mỉm cười thuyết phục: Không sao không sao, coi như đây là nhà của mình, Gia Tuyết có thể đi bất cứ đâu nó muốn. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cũng đều đồng ý chuyện đính hôn của Tống Dục và Lạc Gia Tuyết. Tống gia và Lạc gia sớm liên hôn, cũng giúp đỡ nhau trong việc kinh doanh. Đúng lúc này, màn hình trong đại sảnh đột nhiên sáng lên, mọi người đều ngừng đầu nhìn. Diêu Thục Phân nói đùa: Tống tiên sinh còn chuẩn bị kinh hỉ gì cho bà vậy? Thật là ghen tị. Tống phu nhân ngượng ngùng cười cười nhìn chồng của mình. Tống Lập Hải lại ngẩn ra, ông ta bận rộn cả tối, làm gì có tâm tư chuẩn bị kinh hỉ khác. Tất cả mọi người đang mong chờ thì trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh. Lạc Thiên Ngưng đang uống rượu ở góc quán bar, trước mặt có đủ loại bình rượu trống rỗng, trông rất tiểu tụy. Bức ảnh được tạo thành trình chiếu và phát tự động. Tiếp theo, Lạc Thiên Ngưng bị nhét vào xe. Bức ảnh tiếp theo là Lạc Thiên Ngưng được một người đàn ông bế vào khách sạn. Thời gian ở góc trên bên phải cho thấy hôm sau Lạc Thiên Ngưng rời khỏi khách sạn. Có một bức ảnh chụp từ phía sau, Lạc Thiên Ngưng đến bệnh viện. Và bước cuối cùng là báo cáo kết quả xét nghiệm của Lạc Thiên Ngưng. Trên đó viết một cách ấn tượng: Lạc Thiên Ngưng 18 tuổi, mang thai 2 tuần. Đám đông bắt đầu xì xào, truyền từ người này sang người khác. Kia là Tam tiểu thư Lạc gia, nhỏ tuổi như vậy mà đã đi cùng với đàn ông đi thuê phòng rồi. Phải đấy, Lạc gia người người đều là rồng phượng, Tam tiểu thư này sao lại tệ như vậy. Cũng quá tự ái đi, mới có 18 tuổi mà đã mang thai rồi. Lúc mới vào tôi còn tưởng rằng Tam tiểu thư xinh đẹp thuần khiết, hóa ra đều là giả bộ. Vừa rồi tôi thấy cô ta ngang nhiên câu dẫn Tống thiếu gia, thực sự khó thay đổi bản tính. Khách mời thi nhau bàn tán, một vài bức ảnh khiến Lạc Thiên Ngưng rơi vào vòng chỉ trích. Tiêu Nhuệ nhìn tình hình hỏi: Boss, cần động tay không? Đừng gấp, đợi một chút. Mạc Đình Thâm nâng ly rượu, ngồi trên ghế sofa trong góc. Anh muốn xem Lạc Thiên Ngưng sẽ đối phó với cảnh tượng này như thế nào. Lạc Thiên Ngưng cũng đang đợi xem mẹ con Diêu Thục Phân có chiêu gì nữa. Quả nhiên, Lạc Gia Tuyết không biết từ đâu chạy đến, băng qua đám đông, hét lên: Chị ba, chị ba, các người tắt ngay cái này cho tôi, ai cho các người phát nó ra. Lúc đầu mọi người còn nhỏ giọng bàn tán, không để ý đến Lạc Thiên Ngưng đang ở đâu. Khi Lạc Gia Tuyết hét lên như vậy, mọi người đều nhìn về hướng Lạc Gia Tuyết đang chạy, lần lượt nhường đường cho cô ta. Thấy như vậy, mọi người tản ra, vây quanh Lạc Thiên Ngưng. Đại sảnh đông đúc, để lại chỗ trống rộng lớn xung quanh Lạc Thiên Ngưng. Mọi người nhìn cô như thể cô là một con virus.
Lạc Gia Tuyết chạy tới trước mặt Lạc Thiên Ngưng, tóc tai bù xù, hai má sưng đỏ, vừa khóc vừa nói: "Chị ba, đừng sợ. Rốt cuộc là ai phát mấy thứ này ra? Đứng ra cho tôi. Chuyện này Lạc Gia chúng tôi sẽ tự giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay vào." Vài câu ngắn ngủi dường như đang giúp đỡ Lạc Thiên Ngưng, nhưng lại khiến tất cả mọi người hiểu rằng chuyện này là sự thật. Tam Lạc tiểu thư thực sự mang thai. Lạc Gia định đóng cửa tự giải quyết tai tiếng này. Lạc Thiên Ngưng im lặng nhìn cô ta một cách mỉa mai: "Chị ba, mặc kệ chị nghĩ gì về em sẽ không để chị tiếp tục như thế này. Chúng ta là chị em không thể nhìn chị lạc lối." Lạc Gia Tuyết chân thành nói: "Cho dù chị vì người ngoài đánh em, bằng em cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt chị." Những lời này vừa dứt, mọi người đều nổ tung. Lạc Gia Tuyết vì chị gái mà tận tình khuyên bảo, vậy mà Lạc Thiên Ngưng còn động tay đánh cô ta thành ra thế này. Chẳng trách Diêu Tục Phân không thích Lạc Thiên Ngưng, ngay cả lễ phục cũng không chuẩn bị cho cô. Hóa ra là Lạc Thiên Ngưng không sạch sẽ, không xứng với danh phận Tam tiểu thư Lạc Gia. Diêu Tục Phân nghe vậy lập tức đứng dậy nói: "Gia Tuyết, con nói cái gì? Vết thương trên mặt con là Lạc Thiên Ngưng đánh." Lạc Gia Tuyết lập tức bảo vệ Lạc Thiên Ngưng nói: "Mẹ, không phải, là do con không cẩn thận, không phải chị ba." Kiểu giải thích cặn kẽ này khiến mọi người càng chắc chắn rằng Lạc Gia Tuyết tốt bụng như vậy, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Tống Dục vội vàng đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt lê hoa đái vũ của Lạc Gia Tuyết, dù sao cũng là bạn gái của anh ta cảm thấy đau khổ. Anh ta nhìn Lạc Thiên Ngưng, trách móc nói: "Thiên Ngưng, làm thế nào em có thể như vậy?" Lạc Gia Tuyết khóc, thu mình vào trong vòng tay của Tống Dục, nói: "Dục ca ca, đừng trách chị ba. Chị ba chỉ là nhất thời hồ đồ, đều là ngoài ý muốn. Chị ấy sẽ thay đổi." Màn kịch này diễn đến đây, những vị khách có mặt đã ghê tởm Lạc Thiên Ngưng lên đến đỉnh điểm. Tuổi còn trẻ không biết xấu hổ, còn ra tay đánh Lạc Gia Tuyết lương thiện. Lạc Gia Tuyết trốn trong lòng của Tống Dục, vẻ mặt buồn bã bất lực. Trong lòng sớm vui như nở hoa rồi: "Lạc Thiên Ngưng, tôi xem chị hôm nay có kết cục thế nào. Không phải chị xinh đẹp sao? Không phải không ai bị nổi sao? Không phải muốn cướp Dục ca ca của tôi sao? Bây giờ mọi người đều biết chị 18 tuổi, buổi tối không về nhà, mang thai khi chưa lập gia đình, đối xử tàn nhẫn với tôi. Tôi xem chị còn mặt mũi nào mà ở lại Hải Thành." Tiêu Nhuệ nhìn Lạc Thiên Ngưng đang bị chỉ trỏ trong đám đông, anh ta có chút lo lắng. Mấy ngày nay anh ta đã đoán ra được vị Tam tiểu thư này trong lòng boss nhà mình địa vị không thấp đâu. Nhưng nhìn lại boss của mình, anh vẫn ngồi trên sofa nhấm nháp rượu vang không nhúc nhích. "Boss, vẫn chưa ra tay sao?" Tiêu Nhị hỏi. "Chờ thêm đi," Mạc Đình Thâm nói. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái trong đám đông đang bị bàn tán, cô vẫn đứng đó ngẩng cao đầu ưỡn ngực, không có một chút giống tư liệu điều tra, dáng vẻ yếu ớt vô lực. Lạc Thiên Ngưng này tuyệt đối không phải là người nằm chờ chết. Nếu không có một hai thứ trong tay, cô sẽ không ngu ngốc đến mức chọc tức mẹ con Diêu Tục Phân hết lần này đến lần khác trong bữa tiệc. Điều mà Mạc Đình Thâm chờ đợi là xem liệu Lạc Thiên Ngưng có đen tối xảo quyệt như anh mong đợi hay không. Mọi người đang bàn tán xôn xao, Diêu Tục Phân đứng lên nói: "Thiên Ngưng là thành viên của Lạc Gia chúng tôi. Vụ bê bối như này đã làm xáo trộn bữa tiệc sinh nhật của Tống phu nhân và mọi người. Là trưởng bối chúng tôi dạy dỗ không tốt. Hôm nay hãy để nó về suy nghĩ lại. Lạc Gia chúng tôi sẽ tự mình giải quyết." Diêu Tục Phân lớn tiếng tỏ vẻ dung túng Lạc Thiên Ngưng không lập tức cắt đứt quan hệ với cô, mà để cô rời khỏi bữa tiệc trước. Nhưng chỉ cần Lạc Thiên Ngưng bước ra khỏi cổng nhà Tống ngày hôm nay, tất cả những người nổi tiếng ở Hải Thành ngày mai sẽ biết rằng Lạc Thiên Ngưng chưa kết hôn đã mang thai ở tuổi 18. Cho dù sau này có thanh minh thế nào thì cũng vô ích. Nhưng không ai trong đám đông phản bác lại, thậm chí còn cảm thấy cách làm như vậy là quá tốt với Lạc Thiên Ngưng. Họ thậm chí còn cảm thấy không khí xung quanh Lạc Thiên Ngưng cũng bẩn thỉu. "Thiên Ngưng, con trở về đi. Chờ ta trở về, sẽ cùng bà con và ông nội giải quyết chuyện này." Diêu Tục Phân thất vọng thuyết phục Lạc Thiên Ngưng rời khỏi bữa tiệc. Lạc Thiên Ngưng khẽ nhích miệng cười. Cặp mẹ con này thực sự không nhìn thấy Hoàng Hà tâm sẽ không chết. "Buổi tối xử lý,
Xin hỏi dì Diêu muốn giải quyết chuyện gì? Lạc Thiên Ngưng đột ngột hỏi. Từ khi bức ảnh được tung ra cho đến khi Diêu Thục Phân đuổi cô đi trước đám đông, Lạc Thiên Ngưng vẫn im lặng nhìn hai mẹ con họ diễn. Bài bọn họ đã ra hết rồi thì đến lượt mình rồi. Cô ngẩng đầu lên, lông mày vẫn thanh tú, nụ cười nhàn nhạt, dường như chuyện này không liên quan gì đến cô, hỏi: muốn xử lý chuyện gì? Sắc mặt Diêu Thục Phân có chút khó nhìn, nói: Thiên Ngưng, dì giữ thể diện cho con, đừng sằng bậy, mau về nhà. Dì Diêu đã đội cho tôi một cái mũ mang thai khi chưa kết hôn ở trước đám đông, như vậy là đang giữ thể diện cho tôi. Thể diện như này tại sao dì Diêu không cho Gia Tuyết? Lạc Thiên Ngưng cười hỏi. Láo xược, Gia Tuyết là thiên kim Lạc gia, bằng thanh ngọc khiết, làm sao con bé có thể mang thai trước khi kết hôn? Diêu Thục Phân tức giận. Lạc Thiên Ngưng đang ở đây ăn nói linh tinh sẽ khiến cho khách hứa cho rằng người Lạc gia đều như vậy. Gia Tuyết là thiên kim Lạc gia, tôi chỉ là người thừa trong nhà họ Lạc. Dì Diêu vẫn luôn không thích tôi, cho nên tùy tiện vài tấm ảnh để chụp cho tôi cái mũ mang thai trước khi kết hôn. Lạc Thiên Ngưng mặt đen theo sự ủy khuất. Thiên Ngưng, dì muốn đóng cửa xử lý chuyện này, còn muốn náo loạn ở nơi đông người, vậy dì không thể không nói. Con mới có 18 tuổi đã ở bên ngoài phóng đãng với đàn ông, lại còn mang thai dã chủng về nhà, làm sao xứng danh con gái Lạc gia? Báo cáo kết quả xét nghiệm ở trên bức ảnh đã ghi rõ ràng rằng con đã mang thai được 2 tuần. Báo cáo của bệnh viện là sai sao? Diêu Thục Phân tức giận nói. Nếu bản báo cáo này chính là giả? Lạc Thiên Ngưng nhướng mày hỏi. Chị ba, đừng cãi nhau với mẹ nữa, mau về đi. Lạc Gia Tuyết bước tới, nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng thuyết phục. Lạc Thiên Ngưng cau mày, móng tay của Lạc Gia Tuyết cắm sâu vào da thịt cô, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra lo lắng. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, nắm tay Lạc Gia Tuyết mỉm cười với cô ta. Nụ cười này đối với người khác dường như là niềm an ủi giữa hai chị em, nhưng Lạc Gia Tuyết lại nhìn thấy sự trào phúng ở đáy mắt Lạc Thiên Ngưng. Cô bóp mạnh tay của Lạc Gia Tuyết, khuôn mặt đau đớn của Lạc Gia Tuyết có chút méo mó. Lạc Thiên Ngưng nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy. Chờ tôi thu dọn mẹ cô, rồi sẽ đến lượt cô. Trên lưng Lạc Gia Tuyết đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt và giọng điệu của Lạc Thiên Ngưng như nhất định sẽ thắng. Không thể được, Lạc Thiên Ngưng chỉ đang lừa gạt. Lạc Gia Tuyết tự an ủi mình. Gia Tuyết, lại đây, đừng nói chuyện với nó nữa. Diêu Thục Phân kéo Lạc Gia Tuyết lại, nói: một người không bao giờ hối cải, ngay cả khi chúng ta quan tâm đến nó thì có ích gì? Phải, dì Diêu rất yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng dì thậm chí còn không đọc rõ tờ kết quả xét nghiệm. Dì đã xác định rằng tôi mang thai trước khi kết hôn. Lạc Thiên Ngưng nhìn bà ta một cách mỉa mai. Có đang nói nhảm nhí gì vậy? Diêu Thục Phân quay đầu nhìn tờ xét nghiệm trên màn hình. Đúng rồi, đó là tờ xét nghiệm. Lạc Thiên Ngưng, nữ, 18 tuổi, mang thai 2 tuần. Diêu Thục Phân chế nhạo. Lạc Thiên Ngưng chỉ đang vật lộn với cái chết. Dì Diêu không cần nhìn, từ nhỏ đến giờ dì chưa nhìn tôi trực tiếp một lần, làm sao có thể nhìn ra tờ xét nghiệm có vấn đề? Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Thiên Ngưng, ý em nói chỗ nào có vấn đề? Tống Dục có sốt ruột. Trong tiềm thức, anh ta không muốn Lạc Thiên Ngưng là một cô gái có hành vi không chừng mực. Tờ xét nghiệm ghi rõ nhóm máu là A. Dì Diêu rất quan tâm yêu thương tôi, nhưng dì không biết nhóm máu của tôi là B. Đó chỉ là một tờ xét nghiệm có cùng tên cùng họ mà thôi, liền cho rằng tôi mang thai trước khi kết hôn. Lạc Thiên Ngưng nói. Nhưng vài ngày trước con rõ ràng đã đến bệnh viện khám, muốn phá thai. Diêu Thục Phân hét lên. Dì Diêu theo sát tôi từng bước, nếu không làm sao biết tôi đến bệnh viện phá thai? Lạc Thiên Ngưng đột ngột hỏi. Cái này ta... Diêu Thục Phân đột nhiên nắp bắp kinh hãi, không ngờ cái miệng của Lạc Thiên Ngưng lại sắc bén như vậy. Tôi đến bệnh viện không sai, nhưng xin hỏi dì Diêu, dì làm thế nào để nhận định tôi đến bệnh viện để phá thai?
Lạc Thiên Ngưng bình tĩnh nhìn Diêu Tục Phân hỏi lại. Chẳng lẽ những tấm ảnh này là do gì tìm người chụp? Lạc Thiên Ngưng nhàn nhạt nâng mắt lên, đáy mắt hiện lên sự mỉa mai. Nói vậy, làm sao gì có thể làm ra lại chuyện này? Diêu Thục Phân lập tức phủ nhận. Tôi không nghĩ rằng dì Diêu sẽ không làm lại chuyện này. Tôi không thể nghĩ ra ai muốn phá hỏng danh tiếng của tôi trong bữa tiệc này. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết ánh mắt né tránh. Không, sẽ không ai biết rằng cô ta đã làm chuyện này. Vì tất cả khách mời đều ở đây, xin nhờ Tống phu nhân gọi lên phòng giám sát xem ai đã tung những bức ảnh này, phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Tống phu nhân, rồi trả lại sự trong trắng cho tôi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn Tống phu nhân. Được rồi, tra phòng giám sát đi. Bà Tống đồng ý, bà ấy đang tức giận, là ai không có mắt muốn gây rối trong bữa tiệc sinh nhật của bà. Cảm ơn Tống phu nhân. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười cảm ơn, rồi quay lại nhìn Lạc Gia Tuyết. Sắc mặt Lạc Gia Tuyết tái mét, cô ta đã tức giận đến mức lập tức cắm USB vào, thậm chí không nghĩ đến việc có phòng giám sát. Màn hình lớn lại sáng lên, thời gian hiển thị giám sát là 10 phút trước. Một cô gái mặc váy trắng lèn vào phòng điều khiển cắm USB vào máy tính. Sau một vài thao tác, cô ta rời khỏi phòng đi ra ngoài. Tình cờ camera quay lại được Lạc Gia Tuyết. Gia Tuyết, không phải em nói chúng ta là chị em tốt sao? Tại sao em lại muốn xin nhục chị thế này? Nếu như hôm nay thanh danh của chị bị hủy hoại, tương lai chị sẽ nhìn người như thế nào? Lạc Thiên Ngưng tỏ vẻ như nhận được đả kích lớn, nước mắt lã chã nhìn Lạc Gia Tuyết. Khách mời đều bị sốc, tình tiết đảo ngược quá nhanh. Vốn tưởng rằng Lạc Gia Tuyết tốt bụng bảo vệ Lạc Thiên Ngưng, nhưng không ngờ rằng chuyện này vốn là do Lạc Gia Tuyết chỉ đạo. Mọi người nhìn vào Lạc Gia Tuyết có chút kỳ lạ. Lạc Gia Tuyết lo lắng đứng lên nói. Tôi là tôi chiếu thì làm sao? Chỉ dụ dỗ bạn trai tôi bằng mọi cách, thậm chí còn ra tay đánh tôi. Tôi chỉ muốn dạy cho chị một bài học. Mọi người bàn tán rất nhiều, không phải vì cô chưa kết hôn đã có thai, tại sao Lạc Thiên Ngưng lại đánh người, đẩy Lạc Gia Tuyết đến bước này. Gia Tuyết, chị thừa nhận rằng chính chị đã đánh em, nhưng tại sao chị lại đánh em? Em không biết sao? Lạc Thiên Ngưng nói. Lạc Gia Tuyết sững sờ. Lạc Thiên Ngưng đang diễn cái gì? Sao lại tự nhận mình ra tay đánh người? Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại ra, bấm nút play. Trong điện thoại truyền ra một giọng nói trong trẻo. Giống mẹ của chị, khuôn mặt quyến rũ, cầu dẫn đàn ông. Lạc Gia Tuyết, mẹ chị đã mất nhiều năm rồi, hãy tức đúc trên môi, đừng nói những lời xúc phạm bà ấy. Là do mẹ chị đoàn mệnh mà mất sớm, mới sinh ra tiểu tiện chủng như chị. Mẹ chị không cướp nổi đàn ông với mẹ tôi, chị đừng có nghĩ cướp đi dục ca ca của tôi. Vài từ ngắn ngủi, mọi người đều có thể nghe ra Lạc Gia Tuyết đã xúc phạm người mẹ đã mất của Lạc Thiên Ngưng, thậm chí nói những lời như đoàn mệnh. Gia Tuyết, từ nhỏ em đã là công chúa nhỏ trong gia đình, cưng chiều từ bé, chị không bì được với em. Nhưng mà mẹ chị đã qua đời lâu như vậy rồi, em xúc phạm bà ấy như thế sao? Sao chị có thể không tức giận? Lạc Thiên Ngưng lấy tay lau khóe mắt, vừa đáng thương vừa vô lực. Tống Dục nhìn Lạc Gia Tuyết bên cạnh đầy hoài nghi, không thể tin được rằng những lời ác độc đó lại vừa phát ra từ trong miệng cô bạn gái ngọt ngào của mình. Dục ca ca, chị ta nói bậy, không phải thế này, không phải thế này. Lạc Gia Tuyết lo lắng giải thích, nhưng cô ta nhìn thấy một dấu vết của khoảng cách trong mắt Tống Dục. Lạc Thiên Ngưng, tại sao chị lại hại tôi như thế? Chị phát đoạn ghi âm ra, không phải chính chị nói là sẽ dụ dỗ Dục ca ca trước mặt mọi người sao? Lạc Gia Tuyết hét rát cổ bỏng họng. Gia Tuyết, em đang nói cái gì vậy? Hôm nay chị mới gặp Tống tiên sinh lần đầu tiên, hơn nữa ai lại mở lời dụ dỗ? Hàm ý chỉ có cô ta, Lạc Gia Tuyết mới há mồm ngậm miệng nói dụ dỗ đàn ông. Lạc Gia Tuyết đã nôn nóng, cô ta không còn cách nào khác, chỉ muốn đuổi Lạc Thiên Ngưng ra khỏi bữa tiệc. Làm sao cô ta biết được Lạc Thiên Ngưng có nhiều thủ đoạn như vậy? Lạc Thiên Ngưng, chị nói nhóm máu của chị là B, báo cáo xét nghiệm này là giả sao?
Thế chị đến bệnh viện làm gì? Có giỏi thì gọi bác sĩ đến chứng minh cho chị. Bằng không nhiều người như vậy, ai mà biết nhóm máu của chị là gì? Kể cả nếu như chị không có thai, thì đúng là chị đã đi đêm không về nhà, rồi đi thuê khách sạn với đàn ông. Tôi chỉ nói thật thôi, chị tự mình làm ra chuyện xấu thì có thể trách ai? Lạc Thiên Ngưng lờ mờ, vốn nghĩ rằng chỉ cần đả kích Lạc Gia Tuyết đến đây là được, quên đi ảnh đêm say rượu hôm đó. Trong bức ảnh, người đàn ông ôm cô vào khách sạn rõ ràng là Mạc Đình Thâm. Nhưng việc đưa Mạc Đình Thâm ra vào thời điểm này không tốt cho danh tiếng của anh. Nhưng bây giờ cô không thể gọi bác sĩ đến, cũng không thể nói ra Mạc Đình Thâm. Vậy thì không phải có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội sao? Đúng vậy, Thiên Ngưng, Gia Tuyết vô lễ với mẹ con là không đúng. Về nhà dì nhất định sẽ dạy lại nó cho tốt. Nhưng bây giờ là nói việc của con, vậy con khẳng định rằng mình không có thai, tại sao lại đi vào khách sạn với đàn ông? Bệnh viện đã kiểm tra cho con, bác sĩ của con là ai? Diêu Thục Phân khi thấy gió không đúng hướng lập tức đứng lên, mũi nhọn lại chĩa vào Lạc Thiên Ngưng. Cho dù bây giờ mọi người đều biết Lạc Gia Tuyết độc ác, nhưng nếu Lạc Thiên Ngưng giải thích không rõ ràng, chỉ khiến người ngoài cảm thấy chị em nhỏ Lạc đều giống nhau. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, liếc nhìn Mạc Đình Thâm đang ngồi trong góc. Người đàn ông đang nâng ly rượu của mình lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh là kiểu phấn khích khi xem kịch vui. Khác với mình mệt sống mệt chết dọn dẹp mẹ con Diêu Thục Phân, anh lại đang ngồi xem kịch. Vậy nói ra Mạc Đình Thâm liệu có ổn không? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông này phát điên không thừa nhận điều đó? Bản thân không phải là tốn công sao? Lạc Thiên Ngưng đang rối rít nhìn đôi môi mỏng của nam nhân khẽ mở. Đôi môi xinh đẹp nhàn nhạt thốt ra hai chữ: ăn cơm. Ăn cơm? Còn nghĩ đến Lạc Thiên Ngưng mời. Ăn ăn ăn, nó chết anh. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn Mạc Đình Thâm một cách hung dữ, một bàn tay nhỏ ở bên hông làm động tác ok. Mạc Đình Thâm mỉm cười, gật đầu với Tiêu Nhuệ. Lạc tiểu thư, đã lâu không gặp. Một người đàn ông mặc vest trắng bước vào cửa, đeo kính gọng vàng, nụ cười bợn cợt. Ôn Tử Dương. Lạc Thiên Ngưng kinh ngạc xoay người. Ôn Tử Dương là linh thú sao? Nói đến là đến. Lạc phu nhân, tôi là bác sĩ điều trị cho Tam tiểu thư. Tam tiểu thư bị ngã cầu thang, lâu lâu bị đau đầu nên đến bệnh viện kiểm tra. Ôn Tử Dương cười nói. Ôn Tử Dương là ai mà ai không biết, công tử thế gia y học, có thể nhận được một câu chứng minh của Ôn Tử Dương còn có thể là giả sao? Dì Diêu bây giờ tin rồi, tôi không có thai, Lạc Thiên Ngưng nói. Nhưng thực sự là chị đã đi thuê phòng với dã nam nhân, Lạc Gia Tuyết hét lên. Cô ta không cam tâm, tại sao phát ra nhiều ảnh như vậy Lạc Thiên Ngưng vẫn có thể an toàn rút lui. Cô nói ai là dã nam nhân? Giọng nói của người đàn ông trong góc có chút phẫn nộ. Mọi người vừa quay đầu lại đã thấy Mạc Đình Thâm đặt ly rượu trong tay xuống, từ trên ghế sofa đứng dậy, từng bước qua đây. Mạc Đình Thâm đi đến bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lãnh đạm. Tứ Lạc tiểu thư ra giáo gì vậy? Mở miệng khép miệng không phải là câu dẫn đàn ông, thì là dã nam nhân. Mặc tổng. Lạc Gia Tuyết bị sốc, Diêu Thục Phân bị sốc, Tống Lập Hải cũng bị sốc, những vị khách có mặt cũng bị sốc. Cảnh tượng này càng ngày càng ồn ào, tại sao lại kéo cả Mạc Đình Thâm của đế đô? Người đàn ông trong bức ảnh đó là? Diêu Thục Phân ngập ngừng hỏi. Là tôi, Mạc Đình Thâm nói. Đó là anh, bản thân Mạc Đình Thâm thừa nhận, có thể là giả. Thiên Ngưng say rượu, tôi tình cờ gặp cô ấy, đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi. Bà Diêu sẽ không nghĩ rằng tôi có ý đồ gì với một học sinh trung học chứ, Mạc Đình Thâm nói. Không, tất nhiên là không, Diêu Thục Phân lập tức nói. Vậy thì tốt, xin bà Diêu dạy dỗ tốt đứa con gái của mình, đừng có mở miệng khép miệng nói dã nam nhân, Mạc Đình Thâm cau mày, ngữ khí hết sức không tốt. Vâng, Mạc tổng nói phải, Diêu Thục Phân gật đầu liên tục. Mạc tổng này vẫn luôn là khách quý của ông cụ, dù sao bà ta cũng không dám đắc tội.
À đúng rồi, Lạc tiểu thư cũng nhờ tôi xét nghiệm một ít thuốc cho cô ấy. Đây là mẫu thử. Ôn Từ Dương đưa mẫu thử cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mở nó ra một cách khiêm tốn, sau đó vẻ mặt kinh ngạc và đau khổ. Khi cô buông lỏng tay ra, tờ giấy kiểm tra rơi xuống đất. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Cô nói với giọng đau buồn. Dì Diêu, tôi rốt cuộc đã đắc tội dì chỗ nào mà dì muốn hại tôi thế này? Cái gì? Dì hại con khi nào? Diêu Tục Phân không nói thành lời. Lạc Thiên Ngưng lại đang làm cái gì? Tôi đã đưa thuốc cho bác sĩ Ôn làm xét nghiệm. Chính dì Diêu từ nhỏ đã cho tôi uống. Nó là vitamin. Tất cả đều là hormone và thuốc phong bế thần kinh. Dì Diêu muốn tôi trở thành một đứa ngốc. Lạc Thiên Ngưng khóc nói. Có người nhặt tờ giấy kiểm tra trên mặt đất lên. 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Bỗng nhiên cả sảnh nổ tung. Diêu Tục Phân thực sự đã cho Lạc Thiên Ngưng uống thuốc nhiều năm như vậy. Diêu Tục Phân như bị sét đánh. Xong rồi, bà ta tưởng rằng Lạc Thiên Ngưng đã dần trở nên ngu ngốc. Nhưng ai biết rằng cô còn có thể nghĩ đến việc xét nghiệm thuốc. Thiên Ngưng, con đang nói bậy bạ gì vậy? Dì đưa vitamin cho con, sao lại có những thứ đó? Diêu Tục Phân sốt sắng biện hộ. Lạc Thiên Ngưng chưa kịp mở miệng thì một côn đồ đã lao vào, nhào vào chân Lạc Gia Tuyết, hét lên. Lạc tiểu thư, chúng tôi giúp cô làm việc, cô không thể không thanh toán chứ. Các anh em chúng tôi vẫn đang chờ tiền ăn cơm đó. Anh là ai? Giúp Gia Tuyết làm việc gì? Tống Dục kéo Lạc Gia Tuyết đứng ra phía sau, không kiên nhẫn hỏi. Chúng tôi đã nghe lời Lạc tiểu thư cưỡng hiếp chị ba của cô ấy. Dù sự việc không thành, nhưng do Tam tiểu thư được người cứu, anh em chúng tôi cũng bị thương, không thể không đưa tiền. Tên cô đồ nói. Lạc Gia Tuyết mặt tái mét như tờ giấy. Xong rồi, câu này giống như nước hồ tràn ra, ném bom hạt nhân. Vừa rồi còn chưa hình dung ra chuyện gì thì giờ lại có một người khác chạy ra công khai tố cáo Lạc Gia Tuyết đã thuê người hủy hoại sự trong trắng của chính chị gái cô ta. Vớ vẩn, ở đâu có kẻ điên mà vu oan cho Gia Tuyết như thế này? Anh có biết nơi này là nơi nào không? Diêu Thục Vân lập tức đứng lên bênh vực Lạc Gia Tuyết. Vị phu nhân này, trả nợ là chuyện đương nhiên. Bất kể là ở đâu, chỉ cần cô ta đưa tiền cho tôi sẽ lập tức rời đi. Tên côn đồ cũng rất cứng rắn nói. Diêu Thục Vân lập tức gọi nhân viên bảo vệ. Đến đây, kéo tên điên này ra cho tôi. Mấy nhân viên bảo vệ xông vào lôi tên côn đồ đi. Nhưng lời qua tiếng lại rồi, khách khứa bàn tán một hồi. Lạc Thiên Ngưng cong môi cười. Sân khấu này được dựng lên, cô không diễn thì thật lãng phí. Vì vậy, đôi mắt của Lạc Thiên Ngưng nhắm lại, hai dòng nước mắt trong veo rơi xuống. Với lớp trang điểm tinh xảo, cảm thấy thương hại. Dì Diêu, Dạ Tuyết, tôi chỉ là một người không quan trọng trong Lạc gia mà thôi. Nếu như có chuyện gì không đúng, dì đánh mắng tôi là tôi đều nhận. Sao dì muốn cho tôi uống thuốc rồi lại tìm người phá hoại sự trong trắng của tôi? May mà lần trước có người cứu, nếu không sau này tôi sống thế nào? Nói bậy, sao Gia Tuyết có thể làm chuyện như vậy? Còn kiếm đâu ra người không ra gì thế này để vụ ăn cho Gia Tuyết? Diêu Thục Phân hỏi. Lần trước, chính tôi là người đã cứu Thiên Ngưng. Lạc phu nhân là cảm thấy tôi cũng nói dối sao? Mạc Đình Thâm đột nhiên lạnh lùng nói. Mạc Tổng, không phải, đương nhiên không phải. Diêu Tục Phân có chút lúng cuống. Dì Diêu, nếu dì và Gia Tuyết đã ghét tôi như thế, họ đến mức muốn tôi chết, thì từ nay về sau tôi sẽ chuyển đến nhà tổ ở với ông nội. Tôi sẽ không bao giờ cản trở ánh mắt của các người nữa. Diêu Tục Phân trong lòng kinh hãi. Lạc Thiên Ngưng đặt nền lâu như vậy, không chỉ hủy hoại hình tượng của hai mẹ con bà ta trước công chúng, mà còn muốn rời khỏi biệt thự sống với ông cụ. Lâu ngày, lão gia tử càng ngày càng yêu thương cô rồi. Nhưng khi mọi chuyện đến mức này, không còn cách nào khác, họ dốc hết sức mà chẳng hại được cô chút nào cả. Lạc Thiên Ngưng cao lớn duyên dáng đứng đó, mặc dù Mạc Đình Thâm đứng bên cạnh cô không nói gì, nhưng Diêu Thục Phân biết rằng bất kể bọn họ đưa ra bằng chứng nào, Mạc Đình Thâm sẽ bác bỏ từng thứ một. Tiểu nha đầu chết tiệt này, từ lúc nào lại dụ dỗ được Mạc Đình Thâm, vậy mà khiến Mạc Đình Thâm hết lần này đến lần khác nói giúp nó.
mà Lạc Gia Tuyết đứng ở một bên tuyệt vọng. Lạc Thiên Ngưng đã hoàn toàn hủy hoại hình tượng của cô ta, ngay cả Tống Dục cũng không an ủi cô ta. Thiên Ngưng, tất cả đều là việc riêng của nhà ta, đừng để người khác chê cười. Về nhà rồi nói đi. Diêu Tục Vân chỉ có thể khuất phục. Dì Diêu nói phải, chúng ta về nhà, nói rõ ràng với ba và ông nội. Lạc Thiên Ngưng lau nước mắt, nói một cách hòa nhã. Vậy Tống phu nhân, chúng tôi về trước, hôm khác sẽ đến thăm. Diêu Tục Vân chào tạm biệt Tống phu nhân. Bà Tống xua tay, dường như cũng có chút nóng nảy. Cũng đúng, Diêu Tục Vân đã náo loạn bữa tiệc sinh nhật của bà ấy, làm sao có sắc mặt tốt được chứ. Diêu Tục Vân ra lệnh cho tài xế lái xe. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu đi theo Diêu Tục Vân ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng thắng lợi, trong lòng rất rất vui vẻ. Cô quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm, hỏi: Người anh tìm? Mạc Đình Thâm nở nụ cười: Em càng ngày càng nợ tôi nhiều hơn rồi. Lạc tiểu thư, A Thâm phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến tên côn đồ đó chỉ ra Lạc Gia Tuyết. Tôi cũng đã đợi rất lâu ở ngoài cửa để làm chứng cho cô. Ôn Từ Dương cười xấu xa: Cảm ơn hai người. Cuối tuần này tôi sẽ mời hai người đi ăn. Lạc Thiên Ngưng sẵn sàng đồng ý. Ăn cơm? Được đấy. Ôn Từ Dương vui như nở hoa, sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Quay đầu lại, liền thấy Mạc Đình Thâm nhìn mình bằng một đôi mắt lạnh lùng, trong lòng thầm nói: Chà, vậy thì sao? Tôi chợt nhớ ra, tôi có hẹn vào cuối tuần. Hai người ăn đi, hai người cứ ăn đi. Lạc Thiên Ngưng nhìn ánh mắt giữa hai người, không khỏi vui cho Mạc Đình Thâm quá keo kiệt. Thêm một người nữa có thể mất được miếng ăn sao? Vậy thì tôi mời Mạc Đình Thâm trước, hôm khác tôi sẽ mời anh. Lạc Thiên Ngưng nói, dù sao Ôn Tử Dương lần này cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Ôn Tử Dương mí mắt giật giật, Lạc tiểu thư muốn anh ta bị Mạc Đình Thâm chặt chết sao? Ôn Tử Dương quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Thâm, trợn mắt ngoác mồm, bất lực cầu xin lòng thương xót, trách cái miệng xấu của mình. Vậy thì giờ mình đồng ý hay không đồng ý? Mạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn anh ta. Ôn Tử Dương khóc không ra nước mắt, anh ta vẫn là một đứa bé. Tiêu Nhuệ đột nhiên đi tới, nói nhỏ điều gì đó với Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm sửng sốt, hỏi: Truyền thông biết? Vâng, tin tức vừa mới truyền đi, Lục Thị vẫn chưa phản hồi. Tiêu Nhuệ nói: Đi, trở về trước. Mạc Đình Thâm nói, lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, hỏi: Tài xế của em ở đây không? Ở bên ngoài, anh có thể đi làm việc trước. Lạc Thiên Ngưng nói. Mạc Đình Thâm nhìn cô có chút lo lắng, gật đầu rồi đi cùng Tiêu Nhuệ vào xe. Lạc Thiên Ngưng tạm biệt Ôn Tử Dương, lên xe trở về Lạc gia. Trước khi bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng Diêu Tục Phân khóc lóc: Chồng à, anh phải làm chủ cho mẹ con em. Tiểu nha đầu Lạc Thiên Ngưng trước công chúng nói em hạ thuốc độc nó, Giả Thuyết tìm người cưỡng hiếp nó, làm sao bọn em có thể làm ra chuyện như vậy. Lạc Thiên Ngưng chế nhạo, vẫn là kẻ ác thực sự sẽ cáo trạng trước. Hách Ngư đã đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng trở lại, cô ấy lập tức đi tới, lo lắng nói: Tiểu thư, cô đừng vào, phu nhân và tứ tiểu thư về trước đó vài phút đã cáo trạng rồi, bây giờ ông chủ đang nổi nóng. Ông nội đâu? Lão già ở nhà tổ, còn chưa kinh động đến. Nhưng mà chuyện của nhà họ Tống đã chuyển ra, mà tin tức của chú Lê vẫn luôn rất nhanh, lão già có lẽ đã biết. Hách Ngư nói: Đi thôi, chúng ta đi kinh động ông nội. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Hách Ngư lập tức đi theo Lạc Thiên Ngưng đến nhà tổ. Vừa vào cửa, ông lão đã nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, hỏi: Thiên Ngưng, yến tiệc thế nào, vui không? Tâm trạng của ông cụ hiển nhiên không tốt bằng buổi tối. Nghĩ đến là biết ông đã biết vở kịch náo loạn ở nhà Tống. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn cười cười, nói: Rất vui ạ, quen biết một ít người. Lão gia tử nhìn đôi mắt trong veo của Lạc Thiên Ngưng, trong lòng có chút nghi hoặc, làm ở Mỹ như vậy, cô sẽ không trở lại than thở với ông sao? Thiên Ngưng, cháu không gặp phải chuyện gì trong bữa tiệc sao? Ông lão hỏi. Lạc Thiên Ngưng bất lực, sự cám dỗ này quá rõ ràng, phải không? Dạ có, gặp được Mạc Đình Thâm, cuối tuần này muốn cùng anh ấy ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng cố ý nói về bữa ăn. Lão gia tử nghĩ đến
Ông chưa từng nghe nói Mạc Đình Thâm ăn tối cùng phụ nữ. Anh là thật thích cô gái nhỏ này của nhà mình sao? Vậy cháu phải cảm ơn người ta, ông cụ nói. Cảm ơn à? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cảm ơn vì chiếc váy xinh đẹp này. Cháu nghĩ ông nội có thể đoán trước rồi tặng cho cháu một chiếc váy xinh đẹp sao? Ông lão nhướng mày nhìn cô. Ông ơi, chiếc váy này là do Mạc Đình Thâm tặng à? Đôi mắt của Lạc Thiên Ngưng mở to. Đúng vậy, nhãn lực của Đình Thâm rất tốt, bộ váy này vừa vặn. Ông cụ mỉm cười nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lúc này nhớ đến Mạc Đình Thâm vòng tay qua eo cô chiếm tiện nghi, nói chiếc váy rất vừa vặn. Hóa ra có nghĩa là vậy. Trước khi rời đi, Mạc Đình Thâm nói rằng cô càng ngày càng nợ anh nhiều hơn. Lạc Thiên Ngưng cho rằng đó là ân tình, bây giờ mới biết tiền lễ phục cũng tính nhỉ. Ông ơi, sao ông không nói với cháu sớm hơn? Lạc Thiên Ngưng của trách. Nói cho cháu biết, cháu sẽ không mặc nữa, ông cụ cười nói. Nói sớm với cô sẽ không ngớ ngẩn khoe rằng ông nội đã tặng cho cô chiếc váy. Ông nội biết chuyện về bữa tiệc. Cháu không định nói chuyện với ông nội sao? Ông cụ hỏi. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn ông lão. Ông cụ có vẻ như đang uống trà một cách thản nhiên. Nhưng Lạc Thiên Ngưng biết rằng nếu mình nói sai, mọi chuyện hôm nay sẽ trở nên thiếu sót. Ông ơi, cháu có thể chuyển đến nhà tổ sống với ông không ạ? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tại sao muốn chuyển đến sống với một ông già? Ông cụ hỏi. Ông nội, dì Diêu và ba có mối quan hệ tốt, cháu bị kẹt ở giữa, mọi người đều khó chịu. Không có di vật của mẹ cháu, ông nội là người thân thiết nhất của cháu. Cháu muốn sống với ông nội, mỗi ngày đều nói chuyện để ông không nhàm chán, Lạc Thiên Ngưng nói. Nếu chuyển qua thì vẫn phải hỏi ý của ba cháu, ông cụ nói. Dạ, cháu định quay về nói với ba, Lạc Thiên Ngưng cười nói. Lạc Thiên Ngưng kéo Hách Ngư lập tức chạy về biệt thự. Chú Lê lo lắng nhìn theo bóng lưng của Lạc Thiên Ngưng. Tam tiểu thư cứ như thế này về, bên kia sẽ không dễ dàng cho cô ấy qua đây. Lão gia liền yên tâm. Đừng lo. Nhưng mà nha đầu này trầm mặc 18 năm, đột nhiên muốn đá chọi đá, ắt phải gặp một vài khó khăn. Ông cụ thở dài. Lão gia, tam tiểu thư mệnh khổ, ở bên kia bị bắt nạt không ít, vậy mà tam tiểu thư muốn sang đây bồi ngài, ngài liền đồng ý đi. Bây giờ Mạc tổng rất quan tâm tam tiểu thư, không chừng sau này ngài sẽ có phúc khí rất lớn. Chú Lê thuyết phục. Cũng không biết Đình Thâm nhìn chúng nó cái gì, ông cụ nói. Lão gia, tam tiểu thư dung mạo xinh đẹp, hiện tại tính tình càng tốt, cháu gái của ngài đương nhiên là tốt nhất, chú Lê nói. Đúng vậy, cháu gái của ta. Lạc Thiên sống trong phúc mà không biết phúc. Người vợ tốt như vậy, sinh ra một đứa con ngoan ngoãn như này, nó cứ một mực không cần. Lão gia, đừng nói những chuyện trước đây nữa, rõ ràng tự khiến bản thương tâm, lại làm cho tam tiểu thư thương tâm, chú Lê nói. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, đi thôi, đi xem nha đầu Thiên Ngưng, đừng để nó nhận thêm ủy khuất, ông cụ vừa đứng dậy vừa nói. Chú Lê dìu ông đi ra khỏi cửa. Ngay khi Lạc Thiên Ngưng bước vào biệt thự, Lạc Thiên giận dữ hét lên. Đứa con gái bất hiếu, đến đây xin lỗi mẹ mày. Diêu Tục Vân rơm rớm nước mắt, dựa vào lòng của Lạc Thiên nói. Không cần đâu chồng à, đừng dọa con nó sợ. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Bà ta thực sự thích diễn. Cô đứng ở cửa hỏi. Ngôi nhà này thậm chí không có bức chân dung của mẹ tôi, làm sao tôi có thể xin lỗi mẹ tôi? Đồ phản nghịch, lại để xin lỗi. Dì Diêu của mày đã vất vả quản lý ngôi nhà này, vậy mà mày lại khiến bà ấy xấu hổ trong bữa tiệc. Lạc Thiên tức giận nói. Lạc Thiên Ngưng bước tới hỏi. Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi? Xin lỗi vì dì Diêu đã vu khống công khai việc tôi mang thai chưa kết hôn? Hay là xin lỗi vì bà ta đã cho tôi uống thuốc độc hơn 10 năm? Lại hay là
Ba bố tôi xin lỗi, vì dì Diêu ép chết mẹ tôi. Cô nói từng chữ, nói một loạt tiếng. Lạc Thiên không nói thành lời, giơ tay tát cô một cái thật mạnh. Lạc Thiên Ngưng không chuẩn bị trước, bị một người đàn ông khỏe mạnh tát một cái, lập tức ngã xuống đất, ủ tai không dứt, máu đỏ theo khóe miệng chảy xuống. Diêu Thục Vân và Lạc Gia Tuyết đứng sau Lạc Thiên cười khiêu khích với cô. Lạc Thiên Ngưng che mặt, lắc lư đứng lên, cười mỉa mai. Nếu như không phải có quan hệ huyết thống, tôi thực sự hoài nghi tôi có phải là con gái của ông không. Lạc Thiên lại giơ tay lên. Lần này Lạc Thiên Ngưng bình tĩnh đón lấy cái tát rơi xuống của Lạc Thiên. Cô gái trẻ ngẩng cao đầu, ánh mắt căm hận băng giá. Cái tát vừa rồi coi như ông đã cho tôi sinh mệnh. Từ nay về sau, tôi mong Lạc Tổng tự trọng. Ông không xứng làm ba tôi, cứ nhiên không đủ tư cách giáo huấn tôi. Lạc Thiên Ngưng nói từng câu từng chữ. Lạc Thiên Ngưng, chị bị điên à? Sao chị dám nói chuyện với ba như thế? Lạc Gia Tuyết chạy đến đẩy Lạc Thiên Ngưng ra. Lạc Thiên Ngưng lại ngã xuống đất. Lạc Thiên sừng sốt trước sự hận thù trong mắt cô. Ông ta đẩy Lạc Gia Tuyết ra, bước tới nói: mày là người Lạc gia tao, tao cho mày biết cái gì gọi là giáo huấn. Dừng tay. Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Lạc Gia Thần vừa về nhà thì gặp ông cụ từ cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lạc Thiên Ngưng ngã xuống đất. Lạc Thiên giơ tay đánh cô, còn Diêu Thục Vân và Lạc Gia Tuyết thì đứng nhìn. Ba, ông nội, Tam tiểu thư, mau đứng dậy. Chú Lê chạy tới đỡ Lạc Thiên Ngưng, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô mà cảm thấy xót xa. Thiên Ngưng, không sao chứ? Lạc Gia Thần bước nhanh tới, giơ tay lên muốn kiểm tra vết thương của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nghiêng mặt sang một bên, tránh tay của Lạc Gia Thần, nói với giọng lạnh lùng xa cách: không sao, không nhọc anh hay lo lắng. Lạc Gia Thần thu tay về, ánh mắt mờ mịt. Lạc Gia Tuyết lập tức hét lên: anh hai, chị ba coi thường chúng ta, anh đừng tự rước xấu hổ vào thân. Lạc Thiên Ngưng liếc cô ta một cái, chế nhạo: anh hai, tôi nói rồi, anh bị mắc kẹt ở giữa, tự rước xấu hổ vào người. Lạc Gia Thần ngây người nhìn Lạc Thiên Ngưng, không nói lời nào. Ba, sao ba lại ở đây? Lạc Thiên hỏi. Ta không tới, hôm nay anh định đánh chết Thiên Ngưng sao? Dù sao con bé cũng là con gái ruột của anh, anh làm sao mà xuống tay được. Ông lão chống gậy xuống sàn, phát ra tiếng đong đong. Ba, Thiên Ngưng làm sai, con thân là cha nó thì phải giáo huấn nó. Thiên Ngưng làm sai? Người vợ tốt anh cưới về vu khống nó chưa kết hôn đã mang thai. Đứa con gái bảo bối của anh đủ táo bạo thuê người cưỡng hiếp Thiên Ngưng. Anh nói cho tôi biết, Thiên Ngưng đã làm sai chuyện gì? Ông lão giận dữ giống lên. Ba, Gia Tuyết từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Ba đừng chỉ nghe Thiên Ngưng nói vào ba câu liền tin, nó tựa bên ngoài phóng đãng, còn quay về cáo trạng với ngài. Diêu Tục Vân lập tức bảo vệ Lạc Gia Tuyết. Thiên Ngưng cáo trạng tôi? Thiên Ngưng từ khi trở về chưa từng nhắc đến nửa chữ nào chuyện bữa tiệc với tôi. Tôi hỏi, nó đều không có nói gì, làm sao nó có thể cáo trạng? Ông cụ tức giận đau lòng, vốn tưởng rằng Thiên Ngưng chỉ là không được yêu thích thôi, đâu có nghĩ đến bị bắt nạt như thế này. Diêu Thục Phân không nói thành lời, bà ta cho rằng Lạc Thiên Ngưng chắc chắn vội cáo trạng với ông cụ, không ngờ rằng Lạc Thiên Ngưng lại bình tĩnh như vậy. Nếu như các người đã không thể dung túng Thiên Ngưng, từ nay về sau, Thiên Ngưng sẽ cùng ta sống ở nhà tổ, không ở đây vướng mắt các người. Ông cụ tức giận nói. Bà, thế sao được? Diêu Thục Phân lập tức phản đối. Sao không được? Bây giờ cái nhà này tôi không làm chủ được rồi sao? Ông cụ tức giận giống lên. Tiểu Ngư, đi thu dọn đồ đạc của Thiên Ngưng, bây giờ chuyển đi ngay. Ông cụ hét lớn. Vâng vâng. Hách Ngư chạy nhanh lên lầu, dọn đồ đạc nhanh nhất có thể, rồi kéo vali xuống lầu. Lạc Thiên, anh là con trai duy nhất của ta, ba khuyên anh một câu, đừng coi mắt cá như ngọc. Ông lão trầm giọng nói. Đi thôi. Lão Gia Tử bất lực quay đầu,
Chú Lê đỡ Lạc Thiên Ngưng, theo sau là Hách Ngư, cùng nhau trở về nhà tổ. Ông lão vừa đưa người đi, Diêu Thục Vân lập tức ủy khuất khóc lóc. Chồng, bà đây là có ý gì? Bảo anh đừng coi mắt cá như ngọc. Em vậy mà không vừa mắt ông ấy sao? Được rồi, được rồi. Bà chỉ là đang giận dỗi nói thôi. Em chính là trân châu của anh. Lạc Thiên lập tức dỗ dành vợ. Ba, nhìn chị ba dỗ ông nội thuận theo. Bây giờ ông nội không để người với mẹ ở trong lòng rồi. Lạc Gia Tuyết nói. Gia Tuyết, im miệng đi. Lạc Gia Thần lạnh lùng nói một câu. Mẹ, nhìn đại ca, suốt cuộc thì ai mới là em gái ruột của anh ấy? Lạc Gia Tuyết tức giận dậm chân. Gia Thần, sao con có thể giúp mẹ ngoài bắt nạt em gái mình? Diêu Thục Phân nói. Mẹ, vừa vừa phải phải thôi. Thiên Ngưng chẳng qua chỉ muốn một chỗ ngồi thôi. Lạc Gia Thần lắc đầu bất lực quay người rời đi. Gia Thần, con đi đâu vậy? Không dễ dàng gì mới trở về một chuyến. Diêu Thục Phân lập tức giữ được con trai bảo bối của mình lại. Con trở về căn hộ. Ngôi nhà hỗn loạn như thế này, sao có thể ngủ ngon được? Lạc Gia Thần nói xong liền bước ra khỏi biệt thự. Diêu Thục Phân càng ủy khuất. Chồng à, như này là sao? Em chưa bao giờ đối xử tệ với Thiên Ngưng, nhưng con bé đã dụ mọi người trong gia đình không muốn để ý đến em. Đừng khóc, biết em chịu ủy khuất rồi. Trước mặt đứa nhỏ vẫn khóc như vậy. Đi thôi, chúng ta trở về rồi nói. Lạc Thiên dỗ dành bà ta. Diêu Thục Phân ủy khuất gật đầu, đi theo Lạc Thiên trở về phòng. Bước vào phòng, Diêu Thục Phân nói. Chồng ơi, bây giờ ba rất chiều chuộng Thiên Ngưng. Nếu như sau này chia cổ phần cho Thiên Ngưng, con chúng ta phải làm thế nào? Sẽ không, bà sẽ không bốc đồng như vậy. Sao không chứ? Hôm nay bà bảo vệ nó như thế, ông ấy vẫn hài lòng người vợ trước đây cười cho anh, không thích em. Em nói nhảm gì vậy? Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa em cũng biết, anh chưa từng yêu cô ta. Chồng, em tin anh. Nhưng nếu như ba thực sự cho Thiên Ngưng cổ phần, Gia Hân và Gia Tuyết phải làm sao? Chúng ta vẫn phải nên tính toán trước. Đích thực không thể để Thiên Ngưng sống cùng ba. Thế này đi, ngày mai em đưa Gia Tuyết sang bên kia cầu tình. Nếu như không được thì để Gia Tuyết cúi đầu nhận sai, đem Thiên Ngưng trở về. Được, ngày mai em sẽ đi. Anh yên tâm, em sẽ dỗ dành ba. Lạc Thiên Ngưng được đưa về nhà tổ, Hách Ngư lập tức đi tìm đá để chườm cho cô. Lạc Thiên ra tay quá nặng, mặt cô đều sưng tấy lên. Khi cô ngã xuống sàn, cánh tay cũng bị thương thâm tím. Hách Ngư cẩn thận thoa thuốc cho cô. Lạc Thiên Ngưng đau đến toát mồ hôi, nhưng cắn chặt răng không phát ra một tiếng. Hách Ngư gấp đến khóc. Tiểu thư, cô nếu như đau thì nói ra. Nói ra sẽ không đau sao? Lạc Thiên Ngưng sắc mặt tái nhợt hỏi. Hách Ngư xoa thuốc xong, Lạc Thiên Ngưng thay quần áo ra ngoài chạy quanh nhà tổ, chạy hết phòng này đến phòng khác. Hách Ngư vội vàng đi tới phòng khách nói. Lão gia, mau tới xem tiểu thư, bị thương nặng như vậy mà còn đi chạy bộ. Chú Lê đỡ ông cụ bước ra ngoài, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đã chạy đến đầu toát mồ hôi, ông cụ vội hét lên. Thiên Ngưng, nhà đầu, đừng chạy nữa, lại đây. Lạc Thiên Ngưng dừng lại, bước tới, thở hổn hển. Ông nội. Nhà đầu, nếu như trong lòng ủy khuất thì nói với ông nội, đừng tự hành hạ bản thân như thế này. Ông cụ đau lòng lau mồ hôi cho cô. Ông ơi, cháu không sao, ông đừng lo. Ông nội biết cháu chịu ủy khuất, sau này cháu sống ở đây với ông nội sẽ không sao cả. Ông cụ an ủi. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn ông nội. Lạc Thiên Ngưng nói lời chúc ngủ ngon với ông cụ rồi trở về phòng. Cô không cảm thấy bị ủy khuất, cô chỉ cảm thấy bất lực. Lần nào cô cảm thấy mình đủ mạnh mẽ, đủ thông minh. Khi cô nghĩ mình đủ sức đối phó với nguy hiểm, thực tế sẽ giáng cho cô một cái tát vào mặt. Lần trước là Lạc Gia Tuyết kêu người bắt nạt cô vô lực phản kháng. Lần này là Lạc Thiên ra tay đánh cô vẫn vô lực phản kháng. Cô ghét bản thân mình như thế này, cô chỉ có não, không có sức mạnh, cô quá yếu ớt. Hiện thực hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô rằng cô không phải là râu, người khác có thể dễ dàng làm tổn thương cô. Nếu ngay cả Lạc Gia nhỏ bé này cũng không đấu thắng, vậy làm sao cô có thể đối mặt với Lục Vi?
Tiếng điện thoại leng keng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lạc Thiên Ngưng. Cô mở máy, tin nhắn của Mạc Đình Thâm. Ngày mai ăn gì? Đúng rồi, đáp ứng với Mạc Đình Thâm mời anh đi ăn cơm. Nhưng nhìn gương mặt đầy thương tích của cô, làm sao có thể gặp người? Ngày mai không tiện, hai ngày nữa đi, Lạc Thiên Ngưng trả lời. Sau đó điện thoại im bặt. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy có khả năng là Mạc Đình Thâm không vui rồi. Người đàn ông này hỉ nộ thất thường, lần này cho anh leo cây, anh ấy nhất định không vui. Hôm nay cô quá mệt mỏi, không có tâm trạng nghĩ ngợi lung tung, tắm rửa đơn giản một chút rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh lại đã là 10 giờ, cô gọi Hách Ngư đến hỏi. Sao em không đánh thức tôi? Hôm qua tiểu thư bị thương, sáng nay lão gia hạ lệnh để người ngủ nhiều thêm một chút. Hách Ngư rót nước cho Lạc Thiên Ngưng rồi đem qua. Tiểu thư, phu nhân qua đây rồi. Bà ta đến làm gì? Để tôi chuyển về. Lạc Thiên Ngưng vừa thay quần áo vừa hỏi. Vâng, còn đem theo Tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư quỳ ở cửa nhà tổ nhận lỗi, Hách Ngư nói. Đôi mẹ con này vẫn thực sự một ngày không diễn kịch sẽ khó chịu, Lạc Thiên Ngưng chế nhạo. Tiểu thư à, người mau nghĩ cách, vạn nhất lão gia mềm lòng, thực sự để cô trở về thì phải làm sao? Hách Ngư có chút nôn nóng. Đi, đi phòng khách xem. Lạc Thiên Ngưng theo quần áo rồi cùng Hách Ngư ra khỏi phòng. Vừa đi đến góc phòng khách, đến nghe thấy Diêu Tục Phân vừa khóc vừa nói. Bà, con đến Lạc gia nhiều năm như vậy, lúc nào cũng đối xử tệ với Thiên Ngưng chứ. Chuyện lần này đều do Gia Tuyết không hiểu chuyện, nó đã quỷ suốt một buổi sáng. Tối qua Lạc Thiên quá tức giận mới ra tay đánh Thiên Ngưng, còn đảm bảo sau này sẽ không để Thiên Ngưng chịu ủy khuất. Cô chưa từng đối xử tệ với nó, thế những thứ thuốc đó ở đâu ra? Ông cụ hừ lạnh. Bà, con thực sự không biết chuyện này. Hẳn là tay chân của người hầu trong nhà không sạch sẽ, con trở về sẽ tra rõ ràng. Thiên Ngưng sắp thi đại học rồi, không tiện ở bên này học hành. Con đã sớm tìm giáo viên cho nó và Gia Tuyết, chỉ mong nó chăm chỉ học tập, Diêu Thục Phân chân thành nói. Cái này ông cụ do dự rồi. Bà đừng lo lắng, trở về con nhất định sẽ dạy dỗ lại Gia Tuyết, con sẽ không bao giờ để Thiên Ngưng bị bắt nạt. Hơn nữa Thiên Ngưng sống ở đây, những người không biết đều nghĩ rằng Lạc gia chúng ta phân chia nhà. Điều này sẽ khiến Gia Hân và Gia Thần nghĩ thế nào? Hôm qua Gia Thần trở về có hơi không vui, cũng không có ở lại nhà. Khi nghe đến đứa cháu trai yêu quý của mình đột nhiên lo lắng, đứa cháu trai này sao ông có thể không quan tâm đến cách nghĩ của nó chứ? Lạc Thiên Ngưng biết Diêu Thục Phân trong ngòi thổ lửa, ông cụ sớm muộn cũng để cô quay về đó. Cô nói nhỏ với Hách Ngư vài câu, bước tới cửa nhà tổ, nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Gia Tuyết đỏ bừng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, liền cười nói. Đây là quỳ để xin lỗi tôi sao? Lạc Gia Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đang giễu cợt mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiểu tiện nhân, đừng có đắc ý, sau này sẽ có lúc cô quỳ xuống cho tôi. Còn có sức nói ra những lời này sao? Ngày hôm qua hình tượng của cô đã bị tôi hoàn toàn hủy hoại, bây giờ Dục ca ca của cô còn quan tâm đến cô sao? Lạc Thiên Ngưng cười nói. Lạc Gia Tuyết hai mắt đỏ hoe, hôm qua cô bị người khác chỉ trích thuê người hành hung cả một ngày rồi. Tống Dục không nói một lời nào với cô ta, tất cả là vì Lạc Thiên Ngưng. Nhìn thế này chắc là không để ý cô rồi. Vậy cơ hội của tôi đến rồi sao? Lạc Thiên Ngưng cười càng thêm tự hào. Lạc Gia Tuyết đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, hung ác giơ tay tát cô một bạt tai. Lạc Thiên Ngưng nghiêng người ngã xuống đất. Tiểu thư, cô không sao chứ? Hách Ngư chạy tới đỡ cô. Lạc Thiên Ngưng, còn tiện nhân này, tao để mày đắc ý. Lạc Gia Tuyết tức giận giơ chân đá cô, đá mạnh vào bắp chân cô. Lạc Thiên Ngưng kêu lên một tiếng. Hách Ngư hét lên ngăn cản Lạc Gia Tuyết. Sau đó Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, nhích khóe môi cười đắc thắng với Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết sửng sốt, nghe thấy giọng nói của ông cụ. Dừng lại. Ông lão bước ra, dùng nạng đánh vào chân Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết khịu xuống, đầu hít một ngụm khí.
Hách Ngư đỡ Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, cô không sao chứ?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, nhìn xuống Lạc Gia Tuyết đang quỳ dưới chân mình, cười: "Đây là cô đảm bảo với tôi, sẽ không ai bắt nạt Thiên Ngưng. Ở cửa nhà ta mà dám đấm đá Thiên Ngưng, nếu như cho nó trở về, các người sẽ giết chết nó." Ông cụ tức giận gõ gậy xuống sàn nhà: "Không phải đâu ba, không phải như vậy." Diêu Thục Phân úp mờ giải thích: "Không phải cái gì, ta tận mắt nhìn thấy. Ta nói cho cô biết, cô chết tâm đi. Từ nay về sau, Thiên Ngưng sẽ sống ở đây với ta. Gia Tuyết quỳ ở đây cho ta, cho đến khi nào nhận ra sai lầm." Ông cụ tức giận nói: "Tiểu Ngư, đưa Thiên Ngưng về phòng đi. Lão Lê, đóng cửa lại cho ta. Để Gia Tuyết quỳ ở đây, ai cũng đừng mong cầu tình." Ông cụ tức giận gầm lên. Chú Lê lập tức đóng cửa lại, theo ông cụ trở về nhà tổ. "Mẹ, làm sao đây? Không thể để cô ta sống với ông nội được." Lạc Gia Tuyết lo lắng hỏi. "Con hỏi ta làm thế nào? Ta còn muốn hỏi con đây. Nếu như không phải con trộm ảnh rồi náo chuyện trước đám đông, sao có thể nhục nhã? Hôm nay là để con đến xin lỗi. Ai bảo con đánh nó?" Diêu Tục Vân nhìn đứa con gái đáng thất vọng này một cách giận dữ. "Con cũng vì tức trước dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta. Cô ta ăn hiếp chúng ta rồi. Bây giờ ông nội lại bảo vệ cô ta như thế này. Nếu như chia cho cô ta một phần cổ phần, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu tiền. Con không cố ý đâu. Mẹ đừng tức giận, được không?" Lạc Gia Tuyết nói trong nước mắt. Nhìn thấy con gái bảo bối của mình quỳ trên mặt đất, Diêu Tục Vân cũng rất đau lòng. "Gia Tuyết, nhịn một lúc, mẹ sẽ kêu anh trai con trở về cầu xin ông nội." "Vậy mau đi, gọi anh hai về. Con không muốn quỳ ở đây để cho người khác cười." Lạc Gia Tuyết vừa khóc vừa nói. Diêu Tục Vân chạy về biệt thự, gọi điện cho Lạc Gia Thần. Lạc Gia Thần đang ở trong văn phòng. Anh ta cau mày khi thấy cuộc điện thoại của Diêu Tục Vân, trả lời: "Mẹ, có chuyện gì thế?" "Gia Thần, mau trở về đi. Ông nội để Gia Tuyết quỳ ở bên ngoài nhà tổ. Nó đã quỳ cả một buổi sáng rồi, không ai có thể thuyết phục ông nội." Diêu Tục Vân ngũ khí vội vàng: "Ông nội đang yên lành, sao lại để Gia Tuyết quỳ?" Lạc Gia Thần hỏi. Bởi vì Gia Tuyết không hiểu chuyện. Ông nội tức giận rồi. Đừng hỏi nữa, mau trở về cầu xin ông nội. Ông ấy yêu thương con nhất." Diêu Tục Vân thúc giục. "Được rồi, con trở về ngay." Lạc Gia Thần cúp điện thoại, nói với thư ký vài câu rồi lái xe trở về Lạc Gia. Đến Lạc Gia, Lạc Gia Thần không có đi đến biệt thự mà đi thẳng đến nhà tổ. Nhìn thấy Lạc Gia Tuyết quỳ ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng vì cháy nắng, rốt cuộc cũng là em gái ruột của anh ta, hết sức đau lòng. "Phạm sai gì vậy?" "Anh hai, anh giúp em cầu xin ông nội, đừng để cho em quỳ. Hôm qua em ở nhà ở Tống làm ra chuyện xấu như vậy, hôm nay lại làm gì?" Lạc Gia Thần hỏi. "Mới không phải là chuyện xấu của em, rõ ràng là Lạc Thiên Ngưng. Ai biết chị ta với Mạc Đình Thâm có rạch rẽ không?" Lạc Gia Tuyết bĩu môi. "Gia Tuyết, đừng quá đáng. Dù sao cô ấy cũng là chị gái của em." Lạc Gia Thần khiển trách. "Anh hai, anh có thể giúp em không? Chẳng lẽ anh để em quỳ ở đây một ngày sao?" Lạc Gia Tuyết đau lòng nhìn anh ta. "Được rồi, anh sẽ nói chuyện với ông nội." Lạc Gia Thần nói rồi bước vào. Người hầu bước vào phòng khách, nói với ông lão: "Thiếu gia đã về." "Lão gia, thiếu gia hẳn là nghe nói tứ tiểu thư bị phạt quỳ đến cầu xin." Chú Lê nói. Cái này Lão Gia Tử không muốn phật ý đứa cháu đích tôn, nhưng Lạc Thiên Ngưng ngồi ở một bên sofa, nhịn không lên tiếng cho Hách Ngư thay thuốc. Ông cụ liếc mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói với Hách Ngư: "Không sao, không đau." "Chảy máu rồi, sao lại không đau? Tứ tiểu thư thật là quá đáng. Đều là chị em, làm sao có thể đánh cô thế này?" Hách Ngư đau lòng xoa thuốc. "Tôi với cô ấy đâu phải là chị em. Bên đó một chút cũng không có coi tôi như người nhà." Lạc Thiên Ngưng nói. "Sau này người sống ở đây, không ai bắt nạt được người. Lão già sẽ bảo vệ người." Hai người một hát một xuống, khiến ông cụ không tiện mở miệng. Chú Lê ho khan hai tiếng. Lạc Thiên Ngưng chậm rãi ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy ạ?"
Tam tiểu thư, đại thiếu gia trở về rồi. Đến cầu xin cho Gia Tuyết sao? Ông nội quyết định đi. Lạc Thiên Ngưng nói xong lại cúi đầu nhìn Hách Ngư băng bó. Lạc Gia Thần bước vào chào hỏi ông cụ Trúc. Ông nội, Lạc Gia Thần đến rồi. Sao vậy? Ông cụ cố ý hỏi. Ông nội, hôm qua cháu về vội, cháu không kịp gặp ông, cũng không kịp đến thăm Thiên Ngưng. Ông nội sức khỏe tốt, đừng lo lắng. Cháu làm việc vất vả, đừng lúc nào cũng chạy về. Ông ơi, Gia Tuyết không hiểu chuyện khiến ông tức giận, nhưng nó đã quỳ gối cả buổi sáng rồi. Từ nhỏ đã được nuông chiều, nếu quỳ nữa thân thể sẽ ăn không tiêu. Mấy ngày nữa tựu trường rồi, ông để nó về đi. Gia Thần, Gia Tuyết phạm sai lầm, không phải ông cho nó về là có thể về. Ông lão liếc mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Thần hiểu ra, nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Gia Tuyết làm sai, anh thay mặt nó xin lỗi Thiên Ngưng. Lời xin lỗi của anh hai tôi không dám nhận lấy, nhưng mà tôi muốn hỏi anh hai, biết Gia Tuyết đã làm sai gì không? Hôm qua làm em xấu hổ trước nhiều người, anh đã nghe nói rồi. Đại thiếu gia, cho dù ngài thiên vị Tú tiểu thư thì cũng không thể bắt nạt Tam tiểu thư như này. Tú tiểu thư làm ra loại chuyện đó với tiểu thư chúng tôi, tiểu thư cũng không tính toán. Hôm nay cô ấy nói đến đây nhận lỗi mà lại đánh đá tiểu thư ở ngoài cửa. Ngài nhìn vết thương trên người tiểu thư mà xem, còn có vết bầm tím trên bắp chân, đều là Tú tiểu thư đánh. Cô ấy được nuông chiều không chịu được phạt, chẳng lẽ tiểu thư chúng ta đã đáng bị đánh sao? Hách Ngư la lên. Được rồi Tiểu Ngư, anh hai và Gia Tuyết là cùng mẹ sinh ra, ta không thể so sánh. Nếu anh hai đã đích thân cầu xin thì quên đi, Lạc Thiên Ngưng nói. Thiên Ngưng, ông cụ còn muốn nói gì đó. Ông à, để Gia Tuyết về đi, cháu sẽ không sao đâu. Lạc Thiên Ngưng nói xong liền dẫn Hách Ngư ra khỏi phòng khách. Lão Lìa, để Gia Tuyết trở về đi. Ông cụ thở dài, lời Hách Ngư nói ban nãy chẳng phải không chạm đến tim ông. Lạc Thiên Ngưng bị bắt nạt như vậy, Lạc Gia Tuyết chỉ quỳ cả buổi sáng, ông cảm thấy có lỗi với Lạc Thiên Ngưng. Ông ơi, cháu đi xem Thiên Ngưng. Ông lão xua tay, Lạc Gia Thần bước nhanh ra khỏi phòng khách. Lão Lìa, nhà họ Lạc nợ Thiên Ngưng quá nhiều. Lão già, Tam tiểu thư sẽ không trách ông, chú Lê khuyên nhủ. Sao không trách? Nó không có mẹ, hơn nữa tôi cũng không thể chăm sóc tốt cho nó. Nó vẫn muốn một lòng ở bên một ông già như tôi. So với Gia Tuyết, Thiên Ngưng thực sự hiểu chuyện hơn nhiều, ông lão cảm thán. Lão già biết Tam tiểu thư có hiếu, sau này sẽ không đối xử tệ bạc với cô ấy. Lạc Gia Thần vừa đi thì Mạc Đình Thâm đến. Ông lão liền đề người mời anh vào, hỏi: sao Đình Thâm lại rảnh rỗi đến? Hôm qua cháu đã hẹn với Thiên Ngưng đi ăn, cháu đi đón cô ấy, Mạc Đình Thâm nói. Ông cụ nhướng mày vui vẻ nói: vậy cháu đi sân sau tìm nó đi, nó tâm tình không tốt, đừng tính toán với nó. Sẽ không, Thiên Ngưng vẫn còn nhỏ. Lạc Gia Thần đi đến sân sau. Lạc Thiên Ngưng đang ngồi một mình trong đình nghỉ mát, mắt nhắm dưỡng thần. Những chuyện lộn xộn này trong nhà là khiến cô buồn phiền. Cô chỉ muốn nhanh hơn nữa để đối mặt với Lục Vi và Tiêu Văn Uyên. Lạc Gia Thần nhìn theo bóng lưng có phần cô đơn của cô gái, bước tới, nói: xin lỗi, anh không biết Gia Tuyết đã đánh em. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy thanh âm, ngừng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Lạc Gia Thần, nói: anh biết rồi thì sẽ không tới cầu tình sao? Thiên Ngưng, Gia Tuyết là em gái ruột của anh, vậy nên anh hai đứng bên cạnh em gái mình là được rồi. Đừng lộ ra vẻ ân cần với tôi, nếu không với người hai mặt như anh khiến tôi ghê tởm. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị bắt nạt nữa, Lạc Gia Thần hứa. Sau khi nghe lời này, Lạc Thiên Ngưng quay lại, liếc nhìn Lạc Gia Thần,
xì một tiếng. Anh hai, anh thực sự cho rằng Lạc Gia Tuyết bắt nạt được tôi sao? Chỉ cần dám đấu với tôi có thể đuổi cô ta ra khỏi Lạc Gia. Lạc Thiên Ngưng dường như nghe thấy một câu chuyện cười. Thiên Ngưng, đừng có thù địch như vậy. Lạc Gia Thần cau mày bất mãn. Anh dường như không có tư cách giáo huấn tôi. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng xoay người, vừa định rời đi, Lạc Gia Thần đã nắm lấy cổ tay của cô. Cô gái gầy đi rất nhiều, cổ tay thon gọn, nắm vào có một cảm giác sẽ như nắm gãy. Để anh xem vết thương của em. Buông ra. Lạc Thiên Ngưng cau mày kinh tởm. Nghe lời. Lạc Gia Thần cố chấp không buông tay. Lạc Gia Thần, tôi nói lại lần nữa, buông ra. Lạc Thiên Ngưng tức giận. Lạc Gia Thần vẫn không nhúc nhích. Lạc Thiên Ngưng đá vào chân anh ta. Sau khi anh ta né tránh, cô dùng tay kia nắm chặt lại, đập mạnh vào ngực Lạc Gia Thần. Sức lực lớn khiến Lạc Gia Thần khẽ kêu. Anh ta nắm chặt tay của Lạc Thiên Ngưng, đè cô lên cột đá, nhìn chằm chằm cô hỏi. Thần thủ của em học ở đâu? Không liên quan gì đến anh. Lạc Thiên Ngưng chán ghét tránh ánh mắt của anh ta. Lạc Gia Thần chưa kịp phản bác thì đã bị cô hất sang một bên với một lực mạnh, đập vào chiếc ghế đá bên cạnh. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, mái tóc của Mạc Đình Thâm được phút gọn gàng, khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc, mặc một chiếc áo sơ mi đen có hoa văn sẫm màu. Cổ tay áo được cuộn lại để lộ ra cánh tay rõ ràng. Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng ra sau lưng anh. Lạc Gia Thần bị Lạc Thiên Ngưng đánh, bây giờ không hiểu sao lại bị văng ra băng ghế đá. Anh tức giận đứng dậy đi tới chỗ Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm mặt lạnh tanh, môi mỏng thốt ra một chữ. Cút. Mạc Tổng, đây là chuyện của gia đình tôi, xin anh tránh ra. Vẻ mặt của Lạc Gia Thần không tốt. Nhưng mà tôi không phải là người nhà của anh. Lạc Thiên Ngưng nhẹ nhàng nói, đứng sau lưng Mạc Đình Thâm. Thiên Ngưng, anh hai, tôi còn gọi anh một tiếng anh hai, bởi vì chúng ta vẫn chưa thế bất lưỡng lập. Nếu như anh đã muốn bảo vệ Lạc Gia Tuyết, vậy thì đừng chạm vào tôi. Tôi không cần lòng tốt của anh, cũng không cần sự bảo vệ của anh. Xin anh tránh xa tôi ra một chút. Lạc Thiên Ngưng nói rất bình tĩnh, cô chỉ muốn đem chuyện này nói rõ ràng. Lạc Gia Thần còn muốn nói gì nữa, Mạc Đình Thâm đã không kiên nhẫn, kéo Lạc Thiên Ngưng đi. Đi ra khỏi hậu viện, Mạc Đình Thâm mới buông cô ra. Lạc Thiên Ngưng xoa xoa cổ tay hỏi. Sao anh lại đến đây? Đã nói hôm nay ăn cơm. Tôi không phải nói qua 2 ngày nữa sao? Lạc Thiên Ngưng bất lực. 2 ngày nữa, tôi về đế đô rồi. Mạc Đình Thâm trầm giọng nói. Lạc Thiên Ngưng ngừng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh đó. Đôi mắt đó lặng lẽ nhìn cô, giống như một vòng xoáy. Trái tim Lạc Thiên Ngưng đột nhiên run lên. Nhiều ngày như vậy, Mạc Đình Thâm luôn ở trước mặt cô. Cô đã quên rằng anh đến từ đế đô, sẽ không luôn ở Hải Thành. Vậy thì anh muốn ăn gì? Tôi mời. Lạc Thiên Ngưng nhích môi cười. Mạc Đình Thâm nhìn cô, nhìn đủ một phút, không nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng bị anh nhìn đến không dễ chịu. Lúc cô định quay đầu đi, Mạc Đình Thâm đã đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm cằm cô. Giọng người đàn ông có chút tức giận, lại có chút cẩn thận vang lên trên đầu cô. Là ai đánh? 3 từ đơn giản được thốt ra khỏi miệng anh, giọng nói lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. Lạc Thiên Ngưng mũi chua xót, ngừng đầu cười nói. Không sao, tôi không ăn thiệt thòi. Còn bị thương ở đâu nữa? Không sao, chờ tôi một chút, tôi trở về thay quần áo, chúng ta đi ăn cơm. Trước khi Mạc Đình Thâm trả lời, Lạc Thiên Ngưng đã chạy về phòng, đóng cửa một cái rầm. Cô đưa tay lên sờ mặt, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô không biết tại sao, với vẻ mặt và giọng điệu đó của Mạc Đình Thâm, anh cẩn thận hỏi cô ai đánh cô, cô đột nhiên rất ủy khuất. Bất luận là Râu hay là Lạc Thiên Ngưng, cô từ trước đến nay chưa nhận được lời quan tâm như thế này, khiến cô không thích ứng, lại khát vọng càng nhiều. Cô xoắn xuýt với sự đa sầu đa cảm của mình, vào nhà vệ sinh rửa mặt, búi tóc lên, thay quần áo, đi ra ngoài. Tiêu Nhuệ đợi ở cửa, Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm bước ra ngoài.
Tiêu Nhuệ mỉm cười chào Lạc Thiên Ngưng. Tam tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng cũng mỉm cười. Tiêu Nhuệ mở cửa ghế sau để hai người lên xe. Mạc Đình thầm hỏi, ăn ở đâu? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút. Anh muốn ăn đồ Tứ Xuyên không? Em muốn ăn. Đúng, sao thế? Không được. Mạc Đình thầm phản đối. Tại sao? Ăn thanh đạm. Tiêu Nhuệ, tìm một nhà hàng cháo dưỡng sinh. Vâng. Tiêu Nhuệ lập tức lấy điện thoại di động ra định hướng, sau đó lái xe đi. Mạc Đình Thâm, tôi không muốn ăn cháo. Lạc Thiên Ngưng trợn mắt. Mời tôi ăn, nghe tôi. Lạc Thiên Ngưng không nói thành lời. Khi đến nhà hàng, cô chỉ có thể đi theo Mạc Đình Thâm đi vào. Sau khi ngồi xuống, Mạc Đình Thâm gọi món, ngoại trừ cháo ra, chính là những món ăn thanh đạm. Những gì Lạc Thiên Ngưng muốn là cá và thịt. Cô nghiến răng hỏi, Mạc Đình Thâm, có phải anh già rồi không? Cái gì? Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô. Người già mới dưỡng sinh. Lạc Thiên Ngưng tức giận muốn ném cái đĩa. Ồ. Mạc Đình Thâm gọi một món ăn nhẹ khác mà không ngừng đầu lên. Các món ăn được dọn ra, tất cả đều thanh đạm. Lạc Thiên Ngưng khóc không ra nước mắt, nuốt cháo rau thanh đạm, hỏi, khi nào anh trở về đế đô? 2 ngày nữa sẽ đi. Gấp như vậy sao? Lần này vốn là tới đây để chúc mừng sinh nhật lão gia tử, nhân tiện giải quyết một số việc của chi nhánh. Xong việc nên rời đi. Đế đô cũng có rất nhiều việc. Vậy sau này anh có đến Hải Thành không? Lạc Thiên Ngưng cầm thìa khuấy cháo theo vòng tròn. Mạc Đình Thâm ngừng đầu nhướng mày nhìn cô. Em hy vọng tôi tới à? Đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại. Anh nhìn cô chăm chú. Tim Lạc Thiên Ngưng đập loạn 2 nhịp, cúi đầu. Việc của anh tôi không thể quyết định được. Em có thể thử quyết định. Lạc Thiên Ngưng nhìn lên không phản ứng. Thử quyết định? Quyết định thế nào? Mạc Đình Thâm có ý gì? Mạc Đình Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ thẫn thờ của cô gái, gắp món ăn lên đĩa cho cô, cười. Ăn đi. Lạc Thiên Ngưng im lặng cúi đầu bới cơm, xoắn xuýt với những gì Mạc Đình Thâm nói vừa rồi. Di động của Mạc Đình Thâm đột nhiên vang lên. Anh cầm khăn tay lên lau miệng, chậm rãi nhấc máy, nói, theo quy định vi phạm hợp đồng, sau khi tính toán rõ ràng xong, gửi thông tin chi tiết cho Lục Thị. Bên đó lại nói gì đó, vẻ mặt của Mạc Đình Thâm hơi mất kiên nhẫn. Không cần thiết. Anh có toàn quyền giải quyết những vấn đề tiếp theo sau khi chấm dứt hợp đồng. Tất cả các cuộc gọi từ Lục Thị gọi đến đều nói rằng tôi không có ở đây. Sau đó cúp điện thoại, Lạc Thiên Ngưng nhướng mày hỏi, hợp tác với Lục Thị không suôn sẻ sao? Hôm qua thông tin thương mại của Lục Thị bị rò rỉ, vi phạm hợp đồng. Mạc Đình Thâm nói ngắn gọn. Trái tim của Lạc Thiên Ngưng khẽ nhúc nhích. Vào cuối bữa tiệc ngày hôm qua, Tiêu Nhuệ nói với Mạc Đình Thâm cái gì mà giới truyền thông đã biết. Mạc Đình Thâm vội vàng đi. Hôm nay Lục Thị nên vi phạm hợp đồng, cũng chính là nói Đàm Dương và Kali bên đó ra tay rồi. Hợp tác với Lục Thị thất bại, anh tổn thất rất nhiều sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Quan tâm đến tôi? Mạc Đình Thâm nhướng mày. Không, tùy tiện hỏi. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn anh một cái. Có tổn thất một chút, nhưng Lục Thị không phải là lựa chọn duy nhất. Không hợp tác cũng không sao. Vậy thì tốt rồi. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu lẩm bẩm. Em có vẻ rất quan tâm đến Lục Thị. Mạc Đình Thâm hỏi. Không có, tùy tiện hỏi. Lạc Thiên Ngưng phủ nhận ngay lập tức. Vậy thì em quan tâm đến tôi. Loanh quanh quay lại chủ đề này, Lạc Thiên Ngưng cúi đầu bới cơm, kiên quyết không nói chuyện. Mạc Đình Thâm cười trầm mặc, lại hỏi, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, em đã quyết định học chuyên ngành gì chưa? Tôi muốn làm người quản lý được không? Muốn thành lập một công ty giải trí. Lạc Thiên Ngưng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói chuyện với anh. Ồ, sao lại nghĩ đến làm cái này? Mạc Đình Thâm hỏi. Tôi thích làm những việc ở hậu trường.
Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Được. Muốn đến công ty nào thực tập không? Tôi muốn đến công ty nào cũng được à? Có thể. Vậy tôi muốn đến truyền thông Hoa Lạc, công ty quản lý của Lạc Gia Hân. Đi đến đó không sợ cô ta cho em khổ cực sao? Chẳng lẽ tôi không đi đến Hoa Lạc, chị em nhà ẩn Lạc sẽ bỏ qua cho tôi sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi ngược lại. Đợi em thi lên đại học Đế Đô, tôi sẽ cho em vào Hoa Lạc. Lạc Thiên Ngưng biết đại học Đế Đô, một trong năm cơ sở đào tạo bậc cao hàng đầu trong nước. Tại sao phải là đại học Đế Đô? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Tổng điểm của đại học Đế Đô tương đối cao, em có thể có nhiều lựa chọn hơn. Người đại diện không yêu cầu trình độ học vấn cao. Nếu em thích làm công việc hậu trường, em có thể thử theo học chuyên ngành biên đạo. Sau từ phương diện biên đạo cũng rất tốt. Lạc Thiên Ngưng lắng nghe, không nói chuyện. Cô vẫn không hiểu nhiều chuyện. Nguyên bản Lạc Thiên Ngưng trong thân thể này làm rất nhiều bài tập. Cô chỉ là người nửa đường xuất gia. Sao? Không muốn đi Đế Đô? Mạc Đình Thâm hỏi. Không phải. Ông nội nói rằng trong tương lai, nhà ẩn Lạc sẽ chuyển đến Đế Đô. Sớm muộn gì cũng sẽ đến đó. Thì đại học xong, em có thể đến Đế Đô thực tập. Tôi sẽ sắp xếp cho em vào Hoa Lạc. Hoa Lạc cũng phải là công ty của anh. Anh có chắc là tôi có thể vào không? Lạc Thiên Ngưng hơi ngập ngừng. Không tin tôi? Mạc Đình Thâm nhướng mày. Không có, chỉ là quen tin vào bản thân. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Mạc Đình Thâm vươn tay vuốt tóc giơ trên trán cô, nói. Mau ăn đi. Lạc Thiên Ngưng cuối cùng cũng ăn hết bát cháo, hít một hơi thật sâu. Bữa ăn này thực sự quá thanh đạm. Muốn đi về không? Mạc Đình Thâm hỏi cô. Đưa tôi đến phòng đấm bốc đi, hôm nay tôi phải đi tập luyện. Mạc Đình Thâm nhướng mày. Thân thủ này của Lạc Thiên Ngưng thực sự học ở lớp đấm bốc. Lạc Thiên Ngưng chạy đi thanh toán hóa đơn. Cả hai bước ra khỏi nhà hàng. Mạc Đình Thâm lấy xe, kéo cửa xe tay lái phụ cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng ngồi vào, thắt dây an toàn, hỏi. Tiêu Nhiệm đâu? Trở về công ty. Lạc Thiên Ngưng cười. Tiêu Nhiệm vất vả thật, vừa làm tài xế vừa làm trợ lý. Còn may là đàn ông, chứ nếu là con gái chắc cô ấy không chịu nổi đâu. Tôi không thuê trợ lý nữ. Mạc Đình Thâm, nếu anh cứ như thế này, anh sẽ cô đơn cả đời. Lạc Thiên Ngưng trêu chọc anh. Không vội, sẽ có. Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng khiến anh đỏ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mạc Đình Thâm lái xe vào bãi đậu của phòng đấm bốc rồi xuống xe. Anh cũng muốn vào? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Nhàm chán, đi xem một chút. Mạc Đình Thâm đi theo Lạc Thiên Ngưng vào phòng tập. Huấn luyện viên Lý nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đến, cười. Cô mấy ngày không tới, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không luyện tập nữa. Sao có thể? Huấn luyện đợi một chút, tôi sẽ đi thay quần áo. Lạc Thiên Ngưng bước đến phòng thay đồ. Mạc Đình Thâm tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi. Cô ấy có hay đến tập không? Huấn luyện viên Lý thích nói chuyện, trò chuyện với Mạc Đình Thâm. Không có, mới tập một lần. Tôi chỉ là bạn tập thôi. Cô bé đánh rất hăng. Đang nói chuyện, Lạc Thiên Ngưng thay quần áo thể dục xong, bước ra ngoài, mái tóc đã được buộc cao đuôi ngựa cao, bộ đồ lót thể thao màu đen để lộ đường viền của áo, chiếc quần legging màu đen ôm lấy đôi chân thon. Bước vào sàn tập, huấn luyện viên Lý hỏi. Vẫn là quy tắc cũ? Ừ, quy tắc cũ. Huấn luyện viên Lý lập tức tấn công. Lạc Thiên Ngưng né sang một bên, đấm, né, đá, tất cả trong một lần, các đòn tấn công thành thạo. Nghi vấn của Mạc Đình Thâm lại xuất hiện trong đầu. Cô gái này rốt cuộc là ai? Sau 20 phút đánh đấm như vậy, cả hai người đều toát mồ hôi. Khi nghỉ ngơi, Lạc Thiên Ngưng ngồi thở hổn hển trong sàn, bất chấp mồ hôi túa ra từ đầu, nhấp một ngụm nước. Mạc Đình Thâm nói. Tốc độ của cô đấm quá chậm, cô đá không đủ mạnh. Anh biết à? Mạc Đình Thâm nhướng mày. Muốn thử không? Thử xem. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, vận động cơ và xương. Mạc Đình Thâm chậm rãi bước vào sàn,
xắn tay áo lên để lộ cánh tay với những đường nét rõ rệt. Anh cười với Lạc Thiên Ngưng, nói: "Động thủ đi." Lạc Thiên Ngưng đánh tốc độ nhanh, nhưng dù cô có đánh nhanh cỡ nào thì Mạc Đình Thâm cũng có thể dễ dàng tránh được. Có vẻ như anh luôn nhanh hơn cô. Lạc Thiên Ngưng thở hổn hển, lại không thể chạm vào góc quần áo của anh, rất khó chịu. Cô ra tay tốc độ nhanh chóng, đánh thẳng mặt của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm né sang một bên, dùng tay trái giữ cổ tay cô. Lạc Thiên Ngưng giơ cánh tay phải sang ngang, thúc cùi trỏ vào ngực Mạc Đình Thâm, nhưng Mạc Đình Thâm lần nữa bắt được. Hai tay bị khóa, Lạc Thiên Ngưng gần như dựa vào sức mạnh của Mạc Đình Thâm theo bản năng, lật người, đá bằng cả hai chân. Mạc Đình Thâm lại xoay người sang ngang, khóa Lạc Thiên Ngưng trong tay. Hai tay Lạc Thiên Ngưng bị kéo ngược ra sau lưng, đè lên Mạc Đình Thâm. Người đàn ông nghiêng người lại gần, bên tai cô vang lên một giọng nói hơi thở hổn hển: "Chiều nãy cũng là do huấn luyện viên Lý dạy." Lạc Thiên Ngưng trong lòng kinh hãi. Cô quá tham chiến, hầu như luôn dùng bản năng để di chuyển. Với cú đá vừa rồi, nếu đập mạnh vào người thì ít nhất đối phương cũng sẽ gãy xương sườn. Lạc Thiên Ngưng quay đầu, tránh hơi thở ấm áp của người đàn ông. "Không, tự học." Mạc Đình Thâm không hỏi thêm, buông cô ra. Lạc Thiên Ngưng được tự do, quay đầu lại nhìn vào mắt Mạc Đình Thâm. Không biết lý do tại sao, mặc dù Mạc Đình Thâm không hỏi bất cứ điều gì, nhưng Lạc Thiên Ngưng cảm thấy anh cách chân tướng không xa. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông khiến lòng cô không đáy. Anh tra được rồi sao? Tra được cái gì rồi? Tất cả những sát thủ của tổ chức Ám Uyên đều là những người không có danh tính, chỉ nội bộ trong Ám Uyên mới có được hồ sơ của bọn họ. Vì vậy, dù Mạc Đình Thâm có điều tra như thế nào thì cũng không thể tìm thấy Râu. Cô không nên lo lắng về điều này. Huấn luyện viên Lý hốt hoảng bước tới, nói: "Ô gái à, đánh như thế này thì không được. Đánh bạn trai cô hỏng thì phải làm sao?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Ai nói Mạc Đình Thâm là bạn trai cô? "Huấn luyện viên, anh ấy không phải là..." "Huấn luyện viên nói đúng, không thể đánh như vậy." "Không phải cái gì? Tôi có thể thấy rằng tân thủ bạn trai của cô rất giỏi. Hai người cũng không thể đánh như thế, nhớ chưa?" Lạc Thiên Ngưng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. "Nhớ rồi." Mạc Đình Thâm có vẻ đang có tâm trạng tốt. "Luyện tập xong rồi, đi thôi." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đi vào phòng thay đồ để lấy quần áo, chào huấn luyện viên Lý rồi rời đi. Ngồi trong xe của Mạc Đình Thâm, bụng của Lạc Thiên Ngưng đột nhiên réo lên. "Xấu hổ quá đi." Mạc Đình Thâm nở nụ cười. "Đói rồi." "Ừ, buổi trưa ăn cháo, không ăn no." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng đến mang tai. "Em muốn ăn gì?" "Tôi muốn về nhà ăn tối với ông nội. Hôm qua là ngày đầu tiên tôi chuyển qua đó. Tôi vẫn chưa ăn cơm cùng ông nội bữa nào." "Được, tôi đưa em về." "Mạc Đình Thâm, tại sao thân thủ của anh lại giỏi như vậy?" Lạc Thiên Ngưng tò mò. Cô cho rằng Râu khó có thể đánh thắng Mạc Đình Thâm, nhưng Râu đã tập luyện hơn 10 năm, Mạc Đình Thâm không phải. "Luyện qua." Câu trả lời của Mạc Đình Thâm rất đơn giản, như thể không muốn nói về nó. Lạc Thiên Ngưng không hỏi thêm câu nào nữa. Xe rẽ vào một khúc cua, Mạc Đình Thâm dừng lại nói: "Tôi nghe Tiêu Nhụy nói bánh hạt dẻ ở ngã tư rất ngon. Có muốn mua ăn cho no bụng không?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu, xuống xe. Vài người xếp hàng, đến lượt Lạc Thiên Ngưng, cô nói: "Ông chủ, cho tôi một phần bánh hạt dẻ." Ông chủ đã đóng gói một hộp cho cô, nói: 30 Lạc Thiên Ngưng sờ vào túi, hỏng rồi, ví của cô quên ở phòng đóng bóc rồi. Mạc Đình Thâm móc ví ra, đưa cho ông chủ 30 tệ, cầm lấy bánh hạt dẻ. "Đi thôi." Trở lại xe, Mạc Đình Thâm đưa cho cô chiếc bánh hạt dẻ. "Em ngày càng nợ tôi nhiều hơn." Vừa nói xong, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nhớ tới chiếc váy, liền hỏi: "Anh tặng chiếc váy đó?" "Ừ." "Tại sao anh không nói cho tôi biết?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. "Tôi đã nói với ông cụ, nhưng không ngờ ông cụ không nói cho em biết." "Chiếc váy rất đắt nhỉ?" "Cũng được." Lạc Thiên Ngưng cong môi. "Đúng vậy, Mạc Đình Thâm là con trai của một gia tộc quyền lực nhất đế đô. Với anh một chiếc váy cũng chẳng là gì." Cô nhai bánh hạt dẻ không nói chuyện. Mạc Đình Thâm rất nhanh lái xe đến Lạc gia.
Sau khi ra khỏi xe, Mạc Đình Thâm nói: sau này nghĩ cách khác đối phó với bọn họ, đừng chịu đòn. Biết rồi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Thiên Ngưng. Ừ. Tôi sẽ lên máy bay lúc 2 giờ chiều ngày mốt. Ồ. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu. Em có thể thử quyết định chuyện của tôi. Lạc Thiên Ngưng đầu óc rối loạn không nói tiếng nào. Mạc Đình Thâm lại vươn tay xoa tóc trên trán cô, đền quay vào trong xe. Lạc Thiên Ngưng nhìn xe, đuôi xe đã biến mất, mới xoay người trở lại nhà tổ. Vừa bước vào, chú Lê nhìn thấy cô liền nở nụ cười. Tưởng Tam tiểu thư về muộn một chút, ăn cơm chưa? Dạ vẫn chưa ạ, trở lại ăn cơm với ông nội. Chú Lê cười vui vẻ, lệnh cho nhà bếp dọn đồ ăn lên, vào nhà kêu ông cụ ra. Ngồi xuống, chú Lê nói: Tam tiểu thư ăn nhiều một chút, lão gia đặc biệt sai nhà bếp làm mấy món ăn thanh đạm đó. Tam tiểu thư bị thương, nếu ăn nhiều xì dầu và ớt thì sẽ để lại sẹo. Trái tim Lạc Thiên Ngưng rung một cái hỏi: nếu ăn nhiều quá để lại sẹo à? Ừ, nếu vết thương chưa lành vẫn phải tránh. Cho nên hôm nay Mạc Đình Thâm kiên quyết không ăn đồ ăn tứ xuyên. Anh sợ vết thương của cô sẽ để lại sẹo sao? Lòng cô vừa ấm áp vừa lộn xộn, cúi đầu bới cơm. Mạc Đình Thâm nói: em có thể thử quyết định chuyện của tôi. Anh còn nói: em muốn tôi đến Hải Thành à? Dường như cô hiểu điều gì đó, nhưng cô không hiểu rõ lắm. Cảm giác cứ dai dứt trong lòng không nói ra được. Nhà đầu, ra ngoài với Đình Thâm không vui à? Ông cụ hỏi. À, không có, chính là đi ăn cơm. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói. Hôm nay đồ ăn không phải hợp khẩu vị sao? Ông cụ lại hỏi. Không, ông ơi, cháu đã ăn vào chiều nay, cháu không thể ăn được nữa. 2 ngày nữa sẽ khai giảng, cháu phải chăm chỉ học tập. Nếu không dựa vào điểm của cháu thì làm sao có thể vào đại học? Ông cụ lo lắng nói. Ông nội yên tâm, cháu sẽ chăm chỉ học tập. Cháu đã nghĩ về việc sẽ vào trường đại học nào chưa? Đại học Đế Đô. Cụ cụ. Ông cụ đột nhiên sặc ho mạnh. Chú Lê lập tức giúp ông cụ thuận khí, đem nước cho ông. Khó khăn lắm ông mới trở lại bình thường, hỏi: cháu định thi trường đại học nào? Đại học Đế Đô. Lạc Thiên Ngưng đáp lại. Nhà đầu à, có ước mơ cũng tốt, nhưng vẫn phải nhìn nhận thực tế. Đế Đô là một trong 5 đại học hàng đầu cả nước, mỗi năm có bóp đầu bao nhiêu người cũng không vào được. Ừ, cháu biết, nhưng cháu có thể thi đỗ. Nhà đầu, đừng khoác lác. Chỉ dựa vào điểm số đếm ngược ở trường của cháu, thi vào được đại học cũng không tệ rồi, làm sao có khả năng thi đỗ đại học Đế Đô. Lạc Thiên Ngưng xấu hổ đến mức quên mất chủ nhân của thân thể này bị Diêu Tục Vân làm cho ngu ngốc, vẫn luôn xếp cuối trường. Ông ơi, đừng lo, cháu chắc chắn sẽ thi vào đại học Đế Đô. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Khoác lác, ta xem cháu làm thế nào. Ông cụ hừ lạnh một tiếng. Ông ơi, cháu là cháu gái của ông, tại sao ông lại luôn đả kích cháu? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Được rồi, ta sẽ không đả kích cháu. Nếu như cháu thi đỗ đại học Đế Đô, ông nội sẽ cho cháu 5% cổ phần. Lạc Thiên Ngưng hai mắt sáng lên. Ông cụ làm gì đây? Lạc Thiên sở hữu 5% cổ phần, Lạc Gia Thần sở hữu 10%, ông cụ nắm giữ 45% cổ phần, hiện vẫn là cổ đông lớn nhất của Lạc Thị, đồng thời là đồng sự trưởng. Nếu được chia 5%, cô sẽ có thể ngồi ngang hàng với Lạc Thiên trong Lạc Thị. Mặc dù rất muốn, nhưng Lạc Thiên Ngưng vẫn do dự. Ông cụ có thực sự muốn đưa nó cho cô không, hay là đang thử thách cô? Ông ơi, cháu lấy cổ phần làm gì? Cháu không muốn gia nhập công ty. Lạc Thiên Ngưng nhún vai. Cháu không muốn gia nhập công ty, nhưng sau khi ông nội đi, không có chỗ cho cháu. Với cổ phần này, cháu vẫn có thể nhận được hoa hồng hàng năm, không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Ông ơi, ông đang nói gì thế? Ông có sức khỏe tốt như vậy, đột nhiên nói những điều này. Lạc Thiên Ngưng có chút không vui. Mặc dù ông cụ việc gì cũng tính toán rõ ràng, nhưng đối với cô rất tốt, ít nhiều cũng có cảm tình.
Nhà đầu, phần này không phải đưa cho cháu một cách vô ích. Cháu thi đỗ đại học đế đô, đây là phần thưởng xứng đáng. Nếu cháu không thi đỗ, chính là cái gì cũng không có. Ông cụ cười nói rồi đứng lên ra ngoài đi dạo. Lạc Thiên Ngưng trở lại phòng, nằm trên giường lăn lộn. Gần đây cô cảm thấy rất hỗn loạn. Mặc Đình Thâm khiến cô cảm thấy hỗn loạn, ông cụ cũng khiến cô cảm thấy hỗn loạn. Cô trọng sinh để trả thù, nhưng dường như càng ngày càng có nhiều thứ không thể kiểm soát nổi cứa vào lòng cô. Nhiều điều chưa bao giờ được chạm vào hay cảm nhận khi cô còn là râu. Sự xa lạ khiến cô sợ hãi, nhưng sự ấm áp khiến cô muốn đến gần.